Quay trở lại một cái câu hỏi của bạn Liên này, là tạo ý tích một cột và nếu sau đó update thêm dòng thì cần tạo lại ý tích không? Ví dụ chúng ta tạo cái index theo cái cột nếu cột ID thì đương nhiên là thường là ID nó duy nhất và nó có thể nó chạy rồi không nói. Ví dụ như chúng ta tạo index theo một cái cột ví dụ như là Provin đi. Đúng không? Provin đi. Tức là thành phố đấy. Và chúng ta update cột đó. Hay là bất kỳ một cột nào khác. Index thì nó rất nhiều loại. Ví dụ cho có một cái bảng customer mà có một cột ví dụ như hóa đơn như thế nhỉ, mã số hóa đơn mà thì vì một lý do nó cái phần mã số hóa đơn đó chúng ta phải cập nhật lại cho dữ liệu vào chưa chuẩn đấy, nhu cầu có đầy mà, thì đây nên có nói hay không, thì theo em có cần phải tạo lại đấy không, còn nếu mà không tạo lại đấy thì em làm như nào? Không nói đi à? Không biết à? Không có mic có khi phải mở điện thoại nên nói cho dễ. Như bạn nào không có mic thì mở điện thoại lên. Vào link bằng điện thoại ấy. Giao tiếp thì nó nhanh hơn. Đây này, nếu mà ai không có ấy thì vào đây. Vào hình ảnh được. Tạo một lần đầu là được. Rồi, tạo lần đầu được. Nhưng mà mình update mà. Trên đấy chứ phải bản chất của quá trình update nhá là nó xóa cái nhánh đi, tức là mình có một nhánh đúng không, xóa nhánh đi phải insert bình nhánh mới thì lâu là cái nhánh đấy nó sẽ nhiều lên đúng không, nhánh nhiều nó sẽ rác cây thôi, rác cây index. Thì nếu mà sửa em cũng tạo lại index thì em làm như nào? Ai biết là toàn có làm nhiều index thì làm như nào? Trả lời nào. Theo trình làm thì mình nhiều khi mình không để ý đâu. Nó có đấy update chán chê mỏi còn delete ý. Mình thấy hệ thống mình vẫn chạy bình thường. Đó thì kể ra chẳng sao cả đâu. Không để ý đâu mà. Chỉ khi nào mà chậm ấy, thì bây giờ mình rà soát lại. Còn nếu mà chúng ta muốn nó là chạy chân chu để không bao giờ chậm thì chúng ta phải làm trước. Còn trước khi nó xảy ra chậm. Làm trước này kể ra khó đấy, phải có người kinh nghiệm làm rồi thì biết được. Và viết tài liệu rất chuẩn. Nhiều ông nào cũng giấu cái bí kíp đấy. Nó không viết ra. Đấy. Thì mình chết rồi. Nên nhiều khi có những ông làm đấy ông trả đôi nốt tài liệu đâu, ông đi đi ông đi khỏi đấy một thời gian nó mới chậm treo không xử lý được, nhưng mình biết cách mình xử lý được hết mà. Thôi Liên trả lời thế nào, nếu mà không tạo cái index lại thì em làm thế nào để làm sao mà có cái index nó được ngon lành, ai biết nào, ai biết giơ tay nhỉ? Mình chạy reorg với lại rebuild index lại rồi update mấy cái statistic là cái bảng nó lại ok thôi. Hay còn nghiên cứu khác không?
Ý của anh Thiện là ai? Hay hay cái khác? Cái ý anh Thiện là đúng đấy. Tức là cái việc mà giả sử chúng ta OLTP chúng ta hay tạo là index đấy, index kiểu là balance chi, tức là cây cân bằng. Chúng ta cứ xóa nhiều đến lúc nó cái cân bằng lệch, nó vẹo, thì kiểu mình vẹo bị vẹo sườn thì nó hỏng rồi. Hỏng nó thể hiện được cái là ứng dụng rất chậm, hoặc là lúc mà select nhanh lúc như chậm nó không ổn định đâu. Đấy. Thì với cái việc mà chúng ta chỉ cần update hoặc là xóa 10% cái dữ liệu, update 10% của cột đấy, thành ra xóa 10% cái bảng đó, thì đó là lúc mà chúng ta đã phải review lại đấy rồi, 10% anh nhé. Dù bảng tỷ đâu đi, 10% 100 triệu nào không phải review được không, đấy index nhiều khi nó vẫn chạy được, nhưng mà nó sẽ bị cái hiện tượng mà lúc chậm lúc treo, nó không ổn định. Và cách xử lý của chúng ta là review thôi, review lại đấy. Và sau khi mà review hoặc là trước review mình có thêm một bước nữa, bước static. Bởi vì ngay lập tức là khi mình xóa dữ liệu xong, mình static. Ví dụ như bảng hiện tại bây giờ đã 100 triệu đâu, mình xóa đến rằng 50 triệu đâu, thì static của nó mình có 50 triệu đâu. Sau đó mình review lại đấy cho mình static lại nữa. Bởi vì khi static lại thì nó static lại bảng và static lại cả index nữa, thì là thông tin nó chuẩn. Tất cả cái chuẩn xong thì Oracle nó có một cái bộ optimizer. Thằng nào cũng thế thôi, thằng nào nó có một cái bộ gọi là bộ trình tối ưu hóa, là tìm được plan rất chuẩn cho mình. Thế là xong. Tóm lại cái này là cách chú ý cái phần review index và static, hai cái phần chính. Tất cả hệ thống lớn thì nhiều khi 70-80% ấy có hệ thống thầy lúc vào, trước khi vào thì nó chậm lắm, nó chậm mà treo tiếp tục, thì mình chỉ áp dụng đúng hai kỹ thuật duy nhất thôi, có thể là ba cái thuật duy nhất. Tất nhiên quy hoạch thì trước họ cũng có rồi ba cái. Một là quy hoạch table space chuẩn, để cái nào nó vào cái đấy. Hai là cái review không nhiều, ví dụ thầy chạy không nhiều, static static ý. Bởi vì nó vậy ở mọi người, hệ thống to ấy, static nó không đơn giản đâu ấy. Ví dụ như nó đang chạy nhé, mình static và treo hệ thống, kể cả hệ thống online nhé, có thể chạy ra ta cũng treo nhé, đấy nó không đơn giản đâu. Do đó cái static để tránh treo nó phải chạy ban đêm, chạy từ 21 giờ 22 giờ đêm, còn nó không giờ đêm. Nhiều hệ thống to nó khó lắm, nhiều khi mình chỉ add vào Python của hệ thống core đã treo rồi, kể cả đêm 1 1 2 giờ đêm nhé, vì canh 2 rưỡi 3 giờ nó giảm hẳn tải đi đấy, có hệ thống nó rất là thù thế. Còn cái việc review index là cái cần thiết, có nhiều hệ thống nó chỉ mỗi insert chắc là xóa ít thoải mái vấn đề đâu, thì khi insert vào nó build cây index, mà nó cứ build cây index, build các cái nhánh ấy. Đấy. Và nó có độ cao ấy, độ cao hay là 3 hay là 4. Và review index mình có thể biết được nó, nhưng mà cái khó thật sự là khó, thấy chưa làm cái cây nào thành công, bởi vì nó hơi 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 vất vả. Tức là mình có thể là alter index đó, xong mình tính toán xem là nó xóa bao nhiêu ấy, nhưng mà thực sự nó gặp vấn đề này này, cây đấy những cái bảng nhỏ không quan trọng mấy thì mình có làm thêm nó cũng chả tăng hiệu năng hơn, còn những cái bảng co với là bảng quan trọng, bảng quan trọng mình không làm được ban ngày, mình không làm được tối, mình muốn muốn lock cái index lại để mình xử lý, nó vẫn treo hệ thống, mà tính toán kỹ lâu lâu lắm, mà tính ra bao nhiêu lá xóa thứ, do không làm được, mình cứ xác định thôi, phối hợp với bên nghiệp vụ nó bảo ví dụ xóa 10, ông nào mới xóa 10% trở đi là review, còn không mình biết được cái đặc trưng của hệ thống ấy, một vài tháng hoặc 3 tháng mình cho review một lần chẳng hạn thế, hay là 6 tháng một lần, đến 5 lần đấy, thì phải làm việc với nghiệp vụ nữa để xem nghiệp vụ đấy nó xóa hết như nào, định kỳ như nào, còn nếu không nhắm mắt thì cứ 6 tháng một lần nhỉ, thế nên với ý đấy quan trọng. Nhưng bảng co mà lôi ra đang bình thường lôi ra cái review nó mất công ấy. Bởi vì nhiều khi bảng co bảng to ấy, nhiều khi dữ liệu lưu từ suốt năm 2000 từ 2000 đến giờ, mình review một phát câu lệnh không được đâu. Hôm nay có phương pháp của chúng ta là review từng Python một, cứ thế cho chạy thôi, có thể chạy 5 7 cửa sổ với nhau, 5 7 cửa sổ SQL Navigator ấy, nếu 5 7 cửa sổ của tốt không được nhé,
Nên tại sao thì bảo là khi làm việc SQL, làm việc cái nhiều câu lệnh, sinh ra công cụ SQL bây giờ để làm việc đấy. Còn tất nhiên mình có thể cấy đặt skip chạy được, nhưng mà mình nhìn thì khó ấy. Mình tạo ra 5-7 cửa sổ rồi thi thoảng mình nhìn phát là biết ngay, nó trực quan. Còn một số chỗ thì bên thầy có thể là dùng một cái thứ trình Java. Java thực chất nó là một thứ trình xây dựng nên các cái cổng lên để nó chạy câu lệnh thôi, để mình nhìn cho nó dễ. Cái nhau nào thế mà cũng quan trọng. Nhưng mà tốt với SQL Navigator là mọi người phải phải dùng. Thiếu một trong hai này cái nhiều của chân của tay. Đấy, thì cái câu trả lời thế thì liên lại thấy rõ hơn chưa? Bổ sung thêm một phần này nữa. Cái này là thực sự là kinh nghiệm mình chia sẻ. Các bạn chạy thì chạy, nhưng mà nếu mà chạy thường xuyên quá là hệ thống nó cũng sẽ bị chậm. Tại vì chạy thường xuyên á thì những cái trình tối ưu hóa á, nó nhiều nhiều cái database nó sẽ không hoạt động tốt. Thì một số procedure function đồ đó nó chạy theo cái plan cũ thì nó vô tình nó sẽ chậm hơn lúc mà mình rebuild index hoặc là mình rebuild static tích đồ. Nó sẽ có một số vấn đề xảy ra với lại một số function procedure của ứng dụng. Lúc đó là họ phải fork cho họ recompile mấy cái đó lại để cho nó tạo lên mới, không thôi là nó cứ chậm hoài. Thực tế là dính rồi anh Thiện. Dính rồi, dính mà đau khổ luôn. Nghiệp vụ báo cáo à? Dính cũng 10 cái procedure với vài cái function. Lúc bình thường nó đang chạy ngon lành, ấn phát ăn luôn. Chạy chạy review xong phát nó chạy 10 phút nghiệp vụ nó treo xong rồi Ok. nó réo sùm. Server hay là gì anh? Không đi bị tù. À, đi tu Cấu à? Mấy lúc đấy thành nó phải tính toán lại plan mà nó mất công lắm. Cái tính toán lại plan lâu lắm. nói chung ra là mình phải fork cho nó recompile lại cái plan của nó. Nó không thì nó cứ chậm chậm gì hoài, nó cũng lâu dữ lắm luôn á. Mà thường khi mà hệ thống mình rebuild xong á là nó chạy nó cũng khá bất ổn, tại vì lúc đó nó phải rebuild lại toàn bộ cái plan của toàn bộ những cái procedure function ở trong đó. Nó sẽ xài rất là nhiều cái performance của CPU với RAM rồi á. Thì một thời gian khoảng tầm sau 2 tuần á thì lúc đó hệ thống nó mới ổn định lại từ từ, nó mới xuống. Mình mà rebuild thường xuyên quá là hệ thống của mình nó cũng rất là bấp bênh. Bởi vì cái gì mà mình làm nhiều quá nó cũng không tốt. Cái phần này là mình kinh nghiệm mình bổ sung để chia sẻ cho mấy bạn tí. Cái phần cây của anh này em chưa gặp đâu. Cái cây của anh là liên quan DB2 này em chưa gặp đâu. Em cũng có làm DB2 có thể là không nhiều như anh Thiện, nhưng mà chưa gặp cái đấy. Về cái bản chất của nó thì sau khi mà chúng ta gather statistics ấy, quả những cái bảng mình xóa nhiều hoặc update nhiều, đặc biệt là xóa, thì khi đó là nhiều khi số row nó tụt hẳn. Số block thì đôi lúc là nó vẫn giữ nguyên. Nó rất nhiều block trống. Nó sẽ phải trải qua quá trình mà nó gọi là phân tích lại cái câu lệnh. Cái quá trình phân tích lại câu lệnh nó lâu lắm. Câu lệnh cũ thì nó có trong thường là trong trong gọi là cách Oracle thì nó sẽ pull rồi. Nhưng thằng DB2 nó cũng có một cái cách tương tự thế. Có nghĩa là với câu đấy có sẵn luôn cách, có sẵn plan luôn, chạy luôn, đúng không? Thì bây giờ phân tích lại nó lâu. Mà trong một thủ tục thì đôi lúc là nó có rất nhiều cái câu lệnh. Nó không phải một vài ba câu lệnh, nhiều khi mấy chục câu lệnh. Đấy, nó rất nhiều. Thì việc phân tích đấy nó sẽ làm cho mình chậm thôi. Nhưng cái việc phân tích đó thông thường nó sẽ mất lần đầu tiên thôi. Mất lần đầu tiên sau khi mà mình gather xong, mình review xong, nó mất lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên lâu. Chắc không đến nỗi khoảng tầm 1 tháng thôi nhỉ. Không đến nỗi 1 tháng đâu. Tại vì vậy nè,
bên mình á là nghiệp vụ của chứng khoán á, cho nên mấy cái procedure của tụi nó duyệt một cái procedure á mà có của mình đếm ra được, mà mình bắt ra một cái tờ A4 á là nó khoảng tầm 10 tờ A4 cho một cái procedure đó, có không, không hoàn toàn là câu lệnh từ trên xuống dưới luôn, mình không phân tích nổi câu lệnh đó luôn, mà nó trong trong đó là nó bạc bạc ngàn sương khói procedure trong đó đó. Bây giờ mỗi lần mình 10 tra 4 là cái gọi là cái plan hay là cái câu lệnh câu lệnh gì? câu lệnh của nó, chưa nói tới plan, nó là câu lệnh mà thực thi câu lệnh đó mình đếm đúng 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 luôn là nó phải chạy đúng khoảng 3 phút thì nó mới mới xong. Cái plan câu lệnh gì? Không, không có plan, câu lệnh luôn chứ không có plan. Câu lệnh chạy 3 phút á? Ừ, câu lệnh 3 phút, tại vì nó trong đó nó cho rồi, nó làm code nó tới cái mừng 10 10 trang A4 mà không biết nó chiết rồi nó debug thì sao, mình vô mình debug là không không ra nổi luôn, không phân tích được ở trong là nó chạy cái gì luôn á, tại vì cái logic của nó lồng nhau quá nhiều rồi, không biết thằng đó nó chiết làm sao luôn á. Bữa nào để có dịp mình chia sẻ cho thầy coi thử cái đó. Cái code này anh, cái code cái code nó là code bằng Việt Nam viết hay nước ngoài viết? Code của mấy thằng Hồng Kông viết á, À. mấy thằng chứng khoán của bên Hồng Kông nó viết. Cũng kinh đấy, Hồng Kông là chứng khoán khủng đấy, không đơn giản đâu anh ạ. Thì À, đúng rồi, nó ngon đấy đúng không? đúng rồi, đúng rồi, nó là chứng khoán là nó đi đầu hồi xưa trong cái thị trường, sau này mới tới hàng rồi mới tới mấy thằng khác. Rồi cái câu lệnh đấy thì thực sự là thầy thấy khoảng hai cái tra bốn là cũng dài đấy anh ạ. Mình với DBA mình có phải chuyên cốt đâu đúng không nhỉ, Thì đọc cũng đó ôi rồi mà lại không ra được plan nữa thì làm sao mà mình biết được nghiệp vụ nó như nào. Khoai hơi bị khoai đấy. À, hôm nào anh ấy anh chia sẻ cho copy, có thể share lên một số cái xem 10 tra 4 như nào nhé. Thầy cũng có một cái gần đây, cũng có một cái hệ thống cũng khoai, tức là sau khi mình các hệ thống khác nhé thì mình làm báo cáo chỉ tầm khoảng 15 trang thôi, nhưng hệ thống này đang làm báo cáo tầm khoảng 300 trang, tức là câu lệnh nó rất là dài. Mỗi lần sếp cắn chốt ép phát nha, nhiều khi mình không dám sếp nhiều, mà không sếp đúng nhiều thì rồi, mình sợ đang chạy nó máy của mình nó bị mất ý, mình đang làm dở báo cáo ý. Nó lại mất dữ liệu, mình lại mất công ấy, mỗi lần nhiều khi 5 phút là nhiều thứ lắm ấy chứ, tại vì cứ sếp phát lại chờ mất nhiều khi mất phút được rồi. Rất là khó chịu bởi nó đúng to quá. rồi, Sau đó thầy cắt ra thành hai cái, một cái báo cáo chính, hai là báo cáo câu lệnh, tức là câu lệnh chi tiết ấy, vứt ra ngoài đấy. Ôi mà đấy, câu lệnh nói nó thiệt luôn, dài mà đọc nó toàn có in rồi nó đủ mọi thứ ấy, dài lắm, ở tùm lum ở trong nhưng đó hết mà trơn khó lắm. á, Tất nhiên đọc cố định hiểu qua được, còn nếu mình hiểu qua thôi, hiểu qua nó nào nó quay đi của lại thì chắc nào có mấy kỹ thuật đúng không anh? Select này, quit này, join này, lồng các kiểu đúng rồi roi với nhau, xong in với đúng các rồi thứ, exit các thứ, rồi quay đi còn lại đúng nó rồi Excel thôi, nhưng mà hiểu nó là cái gì thì khó, không hiểu được đâu. đúng rồi. Với Mình lại bên mình nó có thêm một cái kiểu nữa, trong cái đó đó là nó sẽ cho với lại view rồi cho từ lưa thứ hột nhiều mè ở trong lắm, rồi chắc tôi cũng nghĩ roi rồi phải rồi ba bốn chục cái với nhau, đúng rồi, cái view này nó lại chồng thêm view khác rồi view chồng kia. chồng chồng, nó lồng nó lồng vô như vậy, mà mình chạy một cái execution land để mình coi thử coi trong đó nó chạy cái gì là mình không phân tích ra nổi luôn, Tức là nó treo không ra được plan. ra ra được mà mình đọc mình không hiểu được nổi luôn, tại vì nó lồng view với nhau là nhiều khi những cái cột nó xuất hiện ở đâu xa xôi trong table nào mình cũng không biết luôn. Cái đấy thì cái kinh nghiệm là mình đừng nhìn hết, anh nhìn vào chỗ nào là đỏ, nếu mà sửa thì tốt nó có cái đỏ, hoặc là chỗ nào có full ấy, anh nhắm vào chỗ full đấy xem nó tên bảng là gì, từ cái full đó anh xem là nó cái ID đó hay gì đó nó có index không. Nhưng thực tế là cái bọn mà đã có Hồng Kông thì em nghĩ là nó đã tối ưu được, mình tối ưu khó lắm, đặc biệt là Đúng tối rồi, ưu khó, không tối ưu đâu, những cái câu lệnh mà nó kinh điển thế rồi thì đừng bao giờ mơ được tối ưu của nó, bởi vì nó đúng là rồi, toàn bộ bộ doc này, chắc là toàn có các cao thủ của thế giới nó vào tối ưu rồi, thì người Việt mình không tối ưu đâu đấy, đừng mơ tối ưu đấy, mình làm cái khác anh ạ.
Mình chỉ biết là gì thôi, đúng không Đúng anh? Đấy, rồi. đối với cái thằng đấy thì Còn anh nhìn được cái mỗi cái full, kể cả nó dài bao nhiêu dài dài, nhưng mà nhìn một cái full xem nó có đáp ứng được không. Nhưng full nó bảo là bây giờ cái này là cần full, cần quét thì mình cũng chẳng làm gì đâu. Nghĩa vụ nó cần mà. đúng rồi, Anh mình cứ ép ý đây cho được. Chịu. Không được. thì Thì đó mình đâu có đụng vô đâu thầy. Nói chung là mấy 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 thứ đó là mình không có đụng vô. Mà thật sự trong vận hành DB nó có hai thứ mà làm mình rất là đau đầu nhất. Thứ nhất là cái vụ backup, mà backup nó chỉ xảy ra ở những với lại cái phần này, cái phần mà bảo trì bảo maintain mấy cái bảng biết rồi, index rồi, statistics đồ mọi thứ đó. Nó là có hai phần đó là nhức đầu, mà chừng nào mà DB càng to thì mới nhức đầu, chứ DB nhỏ nhỏ thì nó chả có vấn đề gì hết, ngồi chơi chuẩn xơi nước thôi. chuẩn chuẩn đúng rồi, anh chia sẻ cái đúng đấy. Tức là khi mà chúng ta nói static chứ nói gì, nhiều khi cả bị review index chứ gì, nó Python là đối với những cái nhỏ nó là như kiểu cái mà nói hơi là thừa, nói thừa. Nhiều khi các ông bảo ôi mềm để về có phải làm gì đâu, toàn đến ngồi thì toàn gõ mấy câu lệnh này, nhiều khi theo như định kỳ 3 ngày gõ một lần câu lệnh này, nhưng nhiều khi tháng gõ lần vẫn được thì có sao đâu, nó có tăng trưởng đâu. Nhưng đột nhiên nó đưa ra cái quy trình là có lý do của nó ấy, mà ông dự ông làm theo quy trình đấy, bởi vì nhiều khi nó phải tay chân mà, nó chưa có hệ thống giám sát thì ông phải tay chân chứ, ông cứ chủ quan là có ai ông chết đấy. Học bài học thì em thấy ngày nào nó cũng thành công, đến lúc quay đi còn lại thấy đầu tiên là nó giao cho mình ngày nào cũng bài học, kiểm tra bài học thì mình kiểm tra ngày nào thành công, nhiều khi kiểm tra tháng rồi ông lại sinh ra chủ quan, nó quên bảo mặc nhiên thằng này nó sẽ thành công. Xong là từ ví dụ như là ngày nào mình cũng vào, một tuần mình vào lần vẫn thành công, sau đó một tháng vào lần vẫn thành công, nhưng mà khi quay lại phát thì mình lại tăng lên 3 tháng vào. Ở trên nó lỗi từ trước rồi mà ông đấy bất chợt là hệ thống nó lại cần khôi phục thì nó ông chết, do là ông hết ổ chẳng hạn. Thế backup rất dễ là hết ổ nhé, và nhiều khi mình quên không xóa cái lốc cái thứ, hoặc là backup lỗi nó không xóa cái lốc ấy thì là đầy ổ, nó không cần là ông chết đấy. Là đó là cái nghề quản trị thì nó có rủi ro thế đấy, nó có phần nhàm chán như thế nhé. Nếu mà mình làm ngon rồi mình làm các cái automation, làm các job thì nhàn lắm đúng không anh, mình tự Đúng viết rồi, đúng đấy mình rồi. nhàn thôi rồi luôn đấy thì nó ít hiện đấy hiện thì hiện hiện tại là hệ thống của mình lock list rồi, là mình automation cho nó khoảng tầm 15-30 ngày là xóa, với lại mình dự trù được cái lượng disk của nó tăng là bao nhiêu, mình cũng dự biết trù được, được mọi thứ đó. mình biết được lường mình trước mình được, mình cũng khỏe. mình khỏe đấy. Còn những ông nào mới vào thì đôi lúc là nhiều khi giao cái việc hoặc giao cái quy trình chả biết như thế nào, tại biết con hiểu cũng hiểu gốc mà thì nghĩ nó đơn giản đấy thôi, nhưng mà từ khi mà xảy ra cái gì đó thì trách nhiệm rất lớn. Và bây giờ nhiều khi đôi lúc là DBA chẳng hạn, thế là có thể chuyển việc rất dễ từ chỗ này sang chỗ kia, công việc vẫn thế nhưng mà nó hay dependent với nhau. Ví dụ như là kiểu gì nó dependent với ông sếp này, bảo thằng này làm thế nào, bảo nó làm rất tốt, gần đây nó chỉ mỗi làm sai cái là trên DB không dựng lại được, hay là nó xóa nhầm data file, hay là xóa nhớ data file, bên thầy nhớ rất nhiều nhé, rất nhiều trường hợp Xóa nhầm data file. xóa nhầm DB cũng có nhé, xóa nhầm DB đây không nó phải drop DB đâu, mà nó chạy cái câu lệnh restore Rồi. cái data card ở trên con chính, thì coi nó ộp toàn bộ cái phần đấy, ộp toàn bộ coi như là xóa hết, xóa hết cả tổng bộ DB mình phải dựng lại. Xóa xóa Đúng. luôn cả bên con phụ nó đồng bộ qua Đang nó đang dựng dở data card ấy, nhưng câu lệnh này nó chạy ở con phụ mà nó chạy ở con chính thì đó. đấy, nó nhầm đấy. Thì đấy thì bây giờ nó làm tốt nhưng mà nó lại dính cây như thế thì cái việc cơ hội việc làm của mình nó khó đi đấy. Bây giờ nó hay đi phần đấy nên mọi người làm phải cẩn trọng nhé. Đúng Những rồi. cái đúng là dễ dễ xin việc thật, bởi vì quản trị đâu cũng thế, nhưng mà nó có những cái đấy thì mọi người rất là để ý làm rất là kỹ, có đi có lại câu lệnh nhé. Câu lệnh thì quay đi còn lại mọi người thấy rằng nó không có nhiều câu lệnh đâu, nó bao đầy cái thôi, bị kim có hết rồi, nhưng mà khi làm bất kỳ lệnh gì mình phải tra rất kỹ. Và nếu mà chúng ta có cái môi trường lab, đã dựng lab rồi chúng ta nên làm lab trước, như thế thì khi đó mình hiểu, bởi vì khi mình thực hành thì sẽ ra là cái hiểu biết đúng không, đấy là công thức tai ở biết là mình hiểu, mình làm thì hệ thống thật nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Và những bên nào có test bed thì mọi người tận dụng test bed. Test bed nói vậy là không phải chỗ nào có test bed đâu nhé, kể cả như bên thầy thế, nhiều khi đang co có test bed toàn phải vã thực trực tiếp trên hệ thống thật, tức là mỗi lần cập nhật ý, kể cả co làm rất là rủi ro nhiều ấy. Kể cả tối nay thầy có 3 cây liên quan đến đấy, mà những cây cây liên quan đến co thì đều phải 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 control. Có những cây mà nhỏ thì anh em làm được, nhưng mà cũng liên quan đến co thì mình phải làm, không mai
nó định phản ánh lỗi cho thì thôi rồi thì mình chết đấy. Thì chắc là mọi người làm rất kỹ, đừng chủ quan. Khi mà chúng ta làm chán một việc rồi thì chúng ta tìm tìm cách để nâng giá trị bản thân của mình lên bằng cách là tự động hóa nhé. Tự động hóa thầy cũng có các cái skip hết cho mọi người, quan trọng mọi người có muốn hay không, đúng không? Khóa học cũng cũng trang bị đầy đủ nhé, nhưng mà sợ sau này mọi người quên. Thì quan trọng nhất là mình có muốn làm điều đó là mình làm thôi. Đấy thì khi đó có automation có làm hết thì mình nhàn hơn, nó đỡ hơn, thì mình có thời gian mình đọc, mình nâng cao kiến thức, mình học cái này học kia. Chứ suốt ngày đầu to mặt tối, thầy không bao giờ đánh giá cao ông nào mà suốt ngày đầu to mặt tối, đặc biệt ông nào làm về cái database hệ thống. Bởi vì ông đấy là cái trí tuệ có thể nói là kém, không phải chê nhưng cái trí tuệ kém. Làm. Ông phải làm đầu óc thì cái giá trị của mình nó lên được, cái lương của mình nó tăng được, tăng cao được. Đấy. Và thứ hai là ở bất kỳ môi trường nào thì mình cũng được tổng dụng. Bất kỳ môi trường nào thì cái đầu óc của này mới thấy đâu. Cái này thì mình là làm để tích lũy kinh nghiệm hàng ngày. Nhiều khi một cái cây này mình làm theo hai ba cách. Sau đó mình automation log, automation những cái job của DB, S data file, S các cái cho bên nào có cảnh báo nào thì mình dùng cái đấy. Có cái cuốc dùng cuốc, có xẻng dùng xẻng. Đấy. Mỗi bên nó có một kiểu cảnh báo đấy. Giúp bên thầy cảnh báo, công nghệ tin nó dùng Vota, có bên thì nó dùng các giải pháp open source, có bên là tự viết, đúng không? Đấy. Nó ở đâu có cái gì thì mình dùng cái đấy để mình tương thích mà. Mình đừng cứ mong, ví dụ như bên em ngày trước em làm ở công ty này là có cái này sao anh không trang bị? Tiền đâu trang bị? Cái hệ thống giám sát của bên thầy nhiều khi bây giờ đơn vị của nó chắc phải gần đến 1.000 tỷ rồi. Mỗi năm nó đắp vào cho nó hàng hàng mấy chục tỷ mà, 10 năm rồi. Đấy, nó tốn tiền đấy chứ. Nên có bây giờ nó đều là bài toán tối ưu hóa chi phí. Ví dụ nó thuê một ông vào 50 triệu để ông vào ông xây dựng cho nó mày hay không không phải báo hay 5 70 triệu. Thế xây dựng thì cũng báo cho nó rẻ hơn rất nhiều so với việc nó đầu tư. Còn tất nhiên bài toán đầu tư nó còn bài toán nhiều cái lợi ích ở phía sau của các sếp cũng nói. Đấy. Thì với mỗi một cái môi trường nào mình đi làm cố gắng làm trách nhiệm tốt nhất có thể. Mình phù hợp với môi trường mình phát triển được cái khả năng của mình, được trọng dụng, đấy, được ghi nhận. Thì tất cả những người anh em làm với thầy thì ngoài đào tạo ra thì thầy cũng tạo điều kiện cho anh em phát triển, đúng là phát triển mỗi ngày luôn đấy. Đấy. Có thể là bên banh nó có thể cao hơn bên thầy một chút nhưng mà anh em nó vẫn ở lại gắn bó. Đấy. Và thứ hai là đừng tạo áp lực quá. Gần đây thầy đi hội thảo về Poppy thì mấy anh em nói chuyện vui với nhau thôi. Nó xảy ra tình trạng này. Nếu mà việc nó vất vả quá nhá thì anh em nó cũng nghỉ việc. Mà việc nhiều khi nhàn quá đối với anh em như vì nghỉ việc đấy, đừng chơi vai trò người quản lý thì mình phải làm sao mà điều phối nó vừa phải thôi, tức là ngưỡng rồi gì đó thì ông thôi giảm tí cho nó, nhiều khi trò chơi thì bọn trẻ bây giờ hay nó hay chơi game thế đấy, mình nhiều khi mình thấy nhân viên của mình cũng chơi game mình ngứa mặt ấy. Nhưng mà thực chất là thôi trẻ cho nó chơi chút thì cái người nó kể kể cả chơi trong giờ nhưng mà tí nó lại làm việc bình thường chả sao cả đấy. Giải trí chút miễn là hoàn thành công việc. Với lại mấy bạn mà muốn thực sự mà đi theo con đường DBA ha, thì mấy bạn phải có một cái gọi là xác định đó, là mình đi vào công ty đó, là mình phải tìm kiếm cho mình một cái tool để mình có thể monitor được hệ thống database. Đầu tiên là mình phải nắm được hệ thống hiện tại, và sau đó mình mới tiến hành là cài đặt và setup một cái tool để cho mình có thể monitor được những cái loại database hiện tại. Thì mình phải hiểu được trong hệ thống nó đang xảy ra chuyện gì thì mình mới quản trị được. Đó, để làm vấn đề này thì nó cũng rất là vất vả, tại vì mỗi hệ thống nó sẽ có mỗi 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 cái khác nhau. Ví dụ SQL Server thì nó cũng có một cái vài tool để quản trị khác nhau. Monitor khác nhau, rồi DB2 thì nó có mỗi cái khác nhau, Oracle thì nó có cái khác nhau, Postgre cũng vậy, Mongo cũng vậy, mỗi thằng nó sẽ có mỗi 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 kiểu. Cho nên để mà mình có thể mà an tâm mà ngồi 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 mà để enroll cái queue mình lên có thời gian đó, thì mình phải có tool monitor thực sự là rất là xịn. Hai là kết hợp với lại những cái automation để mình tự tự có thể là mình cảnh báo những cái thứ mà ví dụ là mình
nó xảy ra sự cố gì là nó cảnh báo. Giống như hiện tại hệ thống của bên mình đó là tất cả những cái vấn đề gì là nó sẽ tích hợp vô cái con bot của Telegram, nó xem trực tiếp lên 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 cái group, rồi vô cái group mình có trong cái group đó mình sẽ giám sát được tất cả những thứ gì nó đang hiện hữu là có lỗi hay là nó đã được clear cái lỗi đó rồi. Và những người mà hữu quan họ sẽ được cũng được ép vô đó để mà cùng cùng nhau mà maintain monitor những cái bug đó đó. Thì cái đó là kinh nghiệm mình đi làm mà mình cảm thấy là mình nên nên có cho một người DBA mà thật sự mong muốn mà đi trên con đường đó. Rồi, thế thì cụ thể hóa cái ý của anh Thiện đi. Cái chữ ký của anh Thiện thì thường là các doanh nghiệp lớn nó đều có các hệ thống trang bị, hệ thống giám sát cho mình. Chắc chắn là có. Ví dụ như Oracle bên anh Thiện dùng nhiều không? Oracle thì cũng một phần thôi thầy, nhưng mà họ không có, hầu như là mình đi làm hồi xưa giờ là mình không có được trang bị những cái hệ thống monitor đâu thầy, là mình phải tự xây dựng á, chứ không phải là vô bất kỳ cái chỗ nào mà cũng họ cũng có hệ thống monitor DB xịn cho mình đâu. Họ chỉ có những cái thứ của bên system như là BITG hoặc là Minute Engine đồ bậy bạ tí vậy thôi, mà những tool đó nó không có chuyên dụng để mình làm, mình phải có tool riêng để mình giám sát nó sâu hơn. Ví dụ Oracle thì anh hiện đang giám sát được công cụ nào? Thì Oracle là đã có cái em control rồi, là nó quá quá ngon rồi, nhưng mà những DB khác thì nó không không có được nó không có được ưu ái như vậy, nó không được xây dựng một cái tool mà gọi là official của DB để dùng cho giám sát DB. Nó chỉ là có DB thôi, giống như này như Postgre nè, như SQL Server nè, nó đâu có tool ngon giống như Oracle để quản trị đâu, kể cả DB2 cũng vậy. Cho nên là mình phải tự tự xử bằng tool open source, hay là mình kiếm cách cài một cái tool nào đó enterprise, hay mình xài license internet rồi. Chứ thực sự ra là Đi anh mình dùng Cloud Control đúng không? đúng rồi, dùng lao control thì mình có thể giám sát được hết mọi thứ trong đó rồi. Ổn đúng không anh thấy ổn đúng không? Đúng đúng mình thấy ổn, nhưng mà nó cũng cũng còn một số hạn chế đối với những cái thằng DB khác, tại Nó vì không nó add được từ đây khác cũng gì? Hình như nó add được cả thằng SQL Server với Apocry sao ấy, cài trên plugin anh thử chưa? Postgre thì nó phải cần add-on của một thằng nào khác nữa. Nói chung là đối với Oracle với lại SQL Server DB2 đồ là mình thấy nó cũng ổn ổn rồi. Nhưng mà còn mấy thằng mới mới sau này là hình như là Oracle nó đang 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 support, nó viết thêm á, nó chưa có hoàn chỉnh lắm. Tức là Cloud Control thì ví dụ SQL Server hay là Postgre DB2 là ok đúng không? Giám sát được. Đúng được. Thì đó thì có thể giám sát được, thì cũng ở mức độ là giám sát được rồi đó. Rồi, đấy là một công cụ liên quan mình làm từng DB1 đi. Tiếp theo là mình dùng cái dùng cái 19C có Express, 12C thì cũng có cái Enterprise Manager, nó nhiều Đúng option. rồi, đúng rồi. Rồi 11G thì nếu ai đang còn dùng 11G thì nó vẫn còn cái Enterprise Manager, nó còn nhiều hơn nữa, có cái là hơi tốn để tài nguyên một chút thì mình đều giám sát được nhé. Đấy là các phiên bản về Oracle cho mọi người. Còn chuyên nghiệp thì thầy vẫn khuyến nghị mọi người nên dùng Cloud Control đi nhé. Rồi chưa cài cái đấy thì mình dùng cái gì? Mình dùng cái thằng SQL Developer, không phải cài cái gì, lấy luôn cái DAO SQL Developer kết nối database là nhìn thấy được cái màn hình, nó cũng tương đối như hôm trước sâu cho mọi người đấy. Còn nó cũng biết được cái section khi nó cao vống thì phát mình ngay tải nào, mà khi nó nghiệp vụ kêu kêu ngay thì đó mình giám sát nhiều, nhìn nhiều mình sẽ quen được tất cả mọi thứ, để sau này nó sẽ liên quan đến bài toán tải thôi. Cứ tăng tăng này thì mình cứ ngồi chơi cả ngày chả sao, nếu mà mình giám sát nó có việc gì. Còn nếu mà sử nó vống lên cao chắc chắn nghiệp vụ nó có vấn đề rồi, thì đấy nhiều khi mình biết trước được đúng không, mình cứ để màn hình cạnh thôi, mình phải có mình làm những hai màn hình dạng thế làm việc khác. Rồi tiếp theo rằng là Postgre, nếu mình add lên kia thì mình được giám sát là tập trung, hướng tới tập trung. Nhiều khi mà mình quản lý khoảng 20-30 DB dạng thế đúng không, mình có 20-30 cái màn hình thì nhiều khi nó bất tiện quá, thì nên Cloud Control thì nó giúp cho mình tập trung.
thì lỗi nó bắn ra ngoài. Còn nếu mà đơn lẻ thì ví dụ như là Postgre thì mình có thể dùng PG admin thì cũng được đúng không anh nhỉ? Đúng không? Đúng rồi, anh Cũng được. So với thằng thường Grab thì nó không bằng, nhưng thằng ấy cũng đường được, nhìn được cái tải thiết các thứ, nhìn được các cái ấy túc đét các thứ, IO thứ tạm được. Cái đấy gọi là, đấy là sản phẩm đi kèm với khi mà sản phẩm dùng quả database ấy. Cái Postgre nó còn cái DBFV thì phải, cũng được đúng không anh? Anh dùng cái DBFV chưa? Đây này, DBFV này. à chưa, mình dùng cái SQL Navicat là để thao tác, còn giám sát là mình dùng cái Manage Engine để giám sát. Với lại Manage cái Engine nó cũng là khi free à? không mình dùng license nói chung là REST. Rắc rắc cái bản đó giám Crack sát nó thôi. free. Đúng rồi, Crack thôi đúng không? đúng rồi, Được, phải dùng bên đây Manage Engine cũng được nhá. REST. Mình Rồi. đang dùng chính là Manage Engine để giám sát. Ok, Manage Engine thầy thấy được đấy. Có Crack có key đúng không anh? Có kỳ Và nào xe cái anh nhỉ, xe cái trên lớp ấy. ừ Thầy chắc không dùng xe 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 được. bản mới nhất luôn. Vâng, đấy. Thì tất cả mình làm cái gì mình phải có võ, chứ không bây giờ cứ động tí mà mình phải gõ lệnh thì có lệnh cũng được thôi, nhưng mà nhiều khi mình nhìn cái màn hình trực quan hơn. Nhiều khi sếp bảo nữa đâu cho xem cái, ví dụ như là bây giờ là 21 giờ 35 phút, tải cao đúng không, cho anh xem cái tải cả ngày hôm nay xem nào, xem được đổi biến không, bây giờ cuối ngày làm sao tải cao được đúng không, thì khi đó mình vẽ ra. Nhiều khi nó có cái vẽ ra cả tuần nữa, hoặc vẽ ra cả tháng, hoặc vài tháng vài quý đấy. Thế thì khi đó nó có tool đấy thì nó tiện hơn rất nhiều, nhìn trực quan hơn. Mình là mình kiểu gì mình phải báo cáo lãnh đạo đúng không, khi mà giả sử như là lỗi nhất, khi đó mình kiểu gì mình phải báo cáo người quản lý, người lãnh đạo mình, thì người quản lý cứ nhìn số là sao người ta hiểu được số, mình phải thống kê. Ví dụ như bây giờ là số này tải là 50, bình thường trong ngày hôm nay em thấy tải bình thường ví dụ 30, ngày hôm qua thì nó 30, nhiều khi số nó khó nhìn đấy, thì còn phải có tool. Rồi tiếp theo là SQL Server đi. SQL Server thì anh chuyện quản lý bằng cái tool nào, giám sát là tool nào, Cloud Control thì ok nhá. Anh chuyện đâu, anh chuyện trả lời đi. Hello, nghe 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 ông thầy. Ok, anh ơi, anh chia sẻ đi. Cái get gây á thầy. Anh chat được cái này Red. không? Đấy. Red. Em chat để Anh chat lên Zalo cho nó lưu lưu, lưu anh ấy, đừng chat lên, đừng chat lên Zoom. Sẵn Zalo cho nó lưu dâu dài. để chat lên Zalo. Tôn đó đó Ok. Cái phần này, những cái phần này thì thầy để thầy tổng hợp lại, thì thầy sẽ có những bài viết chia sẻ nó kỹ hơn chút liên quan đến các công cụ này. Trước thầy cũng hơi chủ quan phần công cụ này, bởi vì bên thầy nó có một công cụ còn Ponta nó ngon quá, rồi nó có cả cả SMS cảnh báo nữa, có email cảnh báo nó nhiều lắm. Rồi các công cụ kia mình hè. cũng công lại nhiều. Còn cái công cụ của thằng sẵn của Microsoft thì không không monitor được đúng không anh? Cái Gateway thì nó monitor của Microsoft, nó chuyên dụng cho SQL Server thầy. Vâng, cái này có license nhiều anh nhỉ? Cái này có license nhưng mà có rắc nha thầy. Rồi. Mình Thất bà ti, là cái này thất bà ti đúng không? đúng rồi, nó là thớt và tay nhưng mà monitor cực ngon luôn. Cái này là tuyệt nhất trong tất cả các loại tool mà mình từng xài qua. Về SQL Server Vâng. Tiếp mà theo cái là này MySQL. MySQL. SQL thì hiện tại là mình không có dùng cái gì để giám sát nó hết.
tại vì nó cũng không 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 có nằm trong cái là loại DB chính mà mình thao tác, nên mình cũng không có tương tác với nó nhiều. Thường là mình sẽ dùng cái Mnist Engine để giám sát với nó luôn. MySQL với lại MongoDB là dùng Mnist Engine luôn. Và Mari Engine là nó add được phần lớn DB, Add được tất cả các loại DB luôn. tất cả DB. Mình xài rất là ok. Và thôi ok, bởi vì bản chất của MySQL nó là tải thấp mà DB nhỏ, Đúng rồi. nên thực chất là không có gì giám sát. Cũng nói thật với mọi người, chia sẻ luôn mọi người là mấy cái DB của những thầy là những con MySQL rồi, gần đây Mercury thì cũng nói là tải cao thôi rồi, có thể từ to nhất ở Việt Nam luôn đấy. Nó không phải to nhất về mặt dung lượng nhưng to nhất về mặt hiệu năng, nó đẩy đi quá nhiều lắm. Này là do sai công nghệ thôi, do lựa chọn sai công nghệ thôi, thì đang phải gánh phải cái nghiệp quả quật này hơi hơi nặng, dính mấy sự cố liên quan đến này rồi. Hiện tại dùng Mnist Engine đó là mình tích hợp cái bot VRAM, là mỗi lần có sự cố gì là nó bắn thẳng lên 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 cái room của Telegram luôn, mình Và có thể giám sát được đó. mở Mình cổng ra gửi đó, mở mở cổng của Telegram là ai? không, mình đăng ký một con bot Telegram, sau đó mình add cái API của nó vô cái Mnist Engine đó, là nó sẽ cảnh báo được Tức là con cũng Mnist Engine vậy. con cài bên trong hệ thống mạng của mình, xong hệ thống mạng của Đúng mình rồi có ra con đấy đúng không? Phải mở cổng ra đúng đúng không? rồi Phải mở đúng firewall rồi ra. không đâu 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 đóng cần ngoài ước firewall, tại vì nó đi ra là bọt 80 mà Thì mở cổng 80, phải mở cổng 80. nó submit, nó submit lên cái API của Telegram bằng cổng 80, tất nhiên là ở trong nó đi ra truy cập web từ từ cái con mà monitor, nó sẽ truy cập cái cổng 80 ở ngoài, Vâng. 80.443 thầy. Và bọn em đang cấm cái đấy, bọn em đang cấm cái truy cập internet. Cái hệ thống bên trong giám sát ấy, cấm cái truy cập internet ra ngoài. Đấy thì những cái hệ thống nào mà có cái kết nối được internet thì sẽ dùng cái API của cái thằng Telegram thôi. Để mình bắn tin nhắn vào Telegram để mình biết được giám sát. Chứ mà SMS thì các doanh nghiệp không có đâu, dùng cái đấy cũng được. Tối ưu nhất thì chẳng có cái nào khác. SQL Server thì bên thầy cũng không không có cao tải. Tóm lại tất cả những con nào mà thường xuyên cao tải thì mọi người phải giám sát liên tục. Còn quan trọng giám sát tải, tức là giống như kiểu là sức khỏe của mình ấy. Mình biết hôm nay là cảm, hôm nay là ốm, hôm nay có vấn đề gì mình biết. Từ tí một thấy con mình, trong con mình ấy, mình biết hết. Từng động thái một. Còn những DB nhỏ thì mình chú ý cái phần backup cho thầy nhé, chú ý phần backup. Và restore, định kỳ thi thoảng restore cái xem là chất lượng backup thế nào. Nhiều cái chỗ nó bắt mình theo chu kỳ bảo trì ấy, 1 tháng một lần đến 3 tháng một lần kiểm tra xem chất lượng bản restore nào. Bởi vì đối với người quản lý ta quan trọng là phần restore nhé. Còn như ai có SQL Server hay các nền tảng công nghệ tin khác thì mình có thể dùng cái thằng Mnist Engine rồi. Anh thiện cắm lại dây, cắm lại dây chút anh thiện. Đấy như này này, bất kỳ cái action gì nó đều ra cái này hết, nó khá là thuận tiện đấy, thì cái đó nhàn. Đây là 7 member hỗ trợ vận hành mà. Các hệ thống lớn nó đều sẽ có những cách như này. Mình vào nó chưa có thì mình phải xây dựng. Khi mình xây dựng xong mình có những cái này thì mình sẽ, cái value của mình nó mới được lên. Mà người đừng đừng nghĩ rằng khi mình vào một chỗ là có sẵn hết tất cả mọi thứ. Tức là đôi mình là ăn sẵn rồi. Ăn sẵn thì mình là người làm. Mà value chưa có. Khi đó mình không có gì khác biệt. Đúng không? Với thái độ mình kém nữa thì thôi chắc là mình bay luôn. Không có cơ hội. Còn khi mình đã làm rất nhiều cái sản phẩm như anh Thiện này, làm rất nhiều sản phẩm như này thì value nó cao. Value cao người ta đánh giá cao. Đấy. Thì nhiều khi là thái độ của mình ương ương người ta cũng không không đuổi mình được. Đấy. Tất nhiên là cái thái độ quan trọng đấy, nói vậy thôi, nhưng mà mọi người nên có một cái thái độ nó hòa nhã một chút, làm DB là thế đấy. À, không hòa nhã là không không vào phải cứng nhá, tức là mềm nềm mềm hỏi là mềm nắn nắn buông, chứ không sau này thì suốt ngày là do ông DB thôi.
câu lệnh nó viết kém đúng không, nó đáng nhẽ là phải Python index cái thứ chuẩn, bây giờ nó cứ vã câu lệnh full vào đúng không đấy, xong cái bảng nó thiết kế kém, insert nó dồn dập bình thường, nó ngày nó insert 1 triệu, tự nhiên nó tống một phát 50 triệu 100 triệu vào, nó đứt DB thì nó bảo là do DB đấy, tất cả mọi thứ đều do DB hết thì mình toi thì rõ ràng quan điểm. Ví dụ câu lệnh nhà insert hàng ngày ông insert bằng này, tôi monitor được cái lốc như này bằng này thôi, bây giờ ví dụ như là cái lốc nó có 10 ghi, tự nhiên một phát 100 ghi tôi được sao ông cứu kịp, tôi 10 ghi cộng với là dự phòng 3 ngày, 3 ngày tôi xóa cái lốc rồi là tôi xin 50 ghi, bây giờ ông tống một phát 100 ghi hay là ông xóa nhầm câu lệnh delete thì là sao tôi ông cứu kịp đúng không, đấy trách nhiệm là ông kia lỗi tiếc gì là ông kia chịu đấy, còn nếu không thì mình chịu là mình chết, cứ trừ KPI một vài lần nữa khi đổi việc. Câu lệnh với kém đúng không, câu lệnh là trách nhiệm của ai, của ông dụng đúng không, tôi là nhiệm vụ quản lý hạ tầng DB thôi, ông ứng dụng với kém, ông thiết kế kém đúng không, ông phải chịu đó là nhé, tất cả cái này mình phải làm rất rõ ràng ra, mình không phải phủ trách nhiệm nhưng phải rõ ràng. Còn lại trong cái quá trình mà làm công việc ấy thì tất cả mọi người chú ý, mọi người nhé, khi làm giải quyết công việc mà là khi mà có lỗi thì mình mỗi người mỗi chân mỗi tay vào xử lý thôi, theo đúng chức năng nhiệm vụ hoặc nhiều khi hơn chức năng nhiệm vụ của mình mới được, vẫn ok làm sao cho mình giải quyết lỗi nhanh nhất. Nhưng mà khi mà tìm cái biện pháp để phòng chống ấy, phòng chống để đừng xảy ra thế nữa, thế là quan trọng lắm, cái sếp sếp người ta quan tâm cái đấy, còn các vấn đề là xử phạt ông này sau thì sao đấy, tìm giải pháp để làm sao mà không xảy ra đấy nữa, cái đấy là phải quan tâm nhé đấy. Thì hai các bên cùng phải phối hợp, ông DBA thì ông system admin, ông network, ông gì đó, tất cả các bên là phối hợp với nhau làm sao là tìm được cái giải pháp, trong lúc khó khăn mình đừng đừng bới móc làm gì, mình tìm giải pháp đi để mình xử lý triệt để cái đấy. Mỗi người sẽ có gọi là brainstorm ấy, mỗi người sẽ có một cái ý tưởng, nhưng phải có một cái ông kia ở đó ông chốt được cái ý tưởng đó thì sếp cân được thì sẽ cân được thôi đấy, còn sau thì đúng trách nhiệm thôi, ông nào làm sai cái gì đúng trách nhiệm, giả sử như là sếp giao cho mình ấy, ông em quản lý thêm cả phần ứng dụng hay gì đó thì đấy là do mình thôi đấy, còn như thường thì ông chuyên môn thì làm cái bảng này thì làm đúng cái đấy thôi, do đó phải rất là thẳng thắn rất rõ ràng nhé, không là mình chết đấy, mình hiền quá mình chết, mà mình ghê hơi khó chịu quá mình không làm được nhé, do đó là phất phất phải mềm mỏng, đặc biệt là cái phần liên quan của mình hạ tầng mới hỗ trợ mình là back end đấy, khi nào mình cứng rắn mình phải cứng rắn, khi nào mình mềm mỏng mình rắn, để cuộc đời này là những ông nào mà mềm mỏng yếu quá thì bị dẫm đạp, mà mình đừng để như thế. Alo thầy có cách nào Anh hỏi đi em đi. thầy có cách nào mà đẩy ra được các cái cảnh báo tự động, các cái câu lệnh gây cao tải không, thay vì mình giám sát hệ thống nó cao tải xong rồi mình cứ đi vào mình đi tìm, thì giờ có cách nào mà tự động mà mình đẩy ra được hệ thống automation, đẩy ra được các cái cảnh báo một cái câu lệnh này nó gây cao tải. Có anh ạ. Thì bản chất của nó như này nhá, bản chất của nó là viết viết câu lệnh để tìm ra, sau từ câu lệnh đó bắt đầu mình sẽ email cảnh báo hàng ngày đấy, ý tưởng thế anh mình nhá. Còn cách làm đây, đấy là ý tưởng là một, cái hai cách làm Thông thường thì đến khi mà database nó chọn chọn một ví dụ đây anh này. cái session nó nhiều thì lúc đấy mình mới vào mình đi kiểm tra. Và như đây là một là những cái một khi mình cao tải mình bán ra, hoặc là định kỳ 1 tiếng mình kiểm tra 1 lần, thì đây là một hệ thống mẫu thì có đưa ra các cái câu lệnh như này, giả sử câu lệnh như này và có cái code như này, thời gian chạy như này thì mình cảnh báo tự động như này đấy. Đấy, cách cách thứ hai là mình chưa quen với cách tự động này ấy, thì mình phải làm bằng cách là mình vào cái hệ thống của mình phải monitor trước, monitor quen đi cho mình quen câu lệnh nhá, khi quen chán rồi mình sẽ bắn ra tự động, chứ bây giờ ngay lập tức mình làm tự động luôn thì sau mình không không hiểu được nó là cái gì. Thì còn cái phần câu lệnh gì đây, mình chia sẻ luôn cho mọi người đây, nó đây. Cái phần này là nghĩa là phần khá là khó, thầy dạy ở trong phần khóa tối ưu cơ, mà nhà Đình Bình anh hỏi về thì anh cũng quan tâm đến cái này thì thầy chia sẻ luôn. Tìm những cái câu lệnh mà nó chiếm tải ấy, anh cứ chạy liên tục nhé, để đầu tiên mình hiểu xong câu lệnh như nào á. Đây là cần phát hiện cái vấn đề của tối ưu. Thì các câu lệnh mà chiếm tải đây, thì tôi có lệnh chiếm IO đây, ba cái anh dùng ba cái này
mỗi cái nó khác nhau một chút. Câu lệnh chạy lớn hơn 1 giờ này, câu lệnh chiếm physical IO này, chiếm IO IO này, chiếm thời gian chạy này, chiếm CPU này. Anh dùng cái này nhé mọi người ấy luôn này. Hai thì các tiêu chí nó khác nhau một chút. Đây là chuyên về CPU. Có công lệnh nhiều khi nó chiếm tem, nó làm gây 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 tăng tải của mình. Đấy. Anh dùng ba cái link này thầy nhé để tìm hiểu phần này. Và từ đó này sẽ bắn cảnh báo thôi, bắn cảnh báo ra bên ngoài. Các cái câu lệnh đó là thời gian theo thời gian mình tính, nhưng có những cái câu lệnh ý thì nó phải do quá trình mình maintain hệ thống định kỳ hàng tháng là thế, mình check một ngày nào đó mà cao tải nhất hoặc là check 10 ngày nổi, mình lấy ba cái mẫu báo cáo mình soi cái báo cáo đó là báo cáo AVKPA. AVKPA thì mình tìm ra những câu lệnh đó là chạy một ngày là bao nhiêu lần, mỗi lần là bao nhiêu phút. Thì tất cả những câu lệnh lớn ấy, nhiều khi hệ thống nó chạy hàng 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 nghìn câu lệnh, nhưng mà mình chỉ lấy được 5 đến 10 câu lệnh là làm tối ưu, là mình đã tối ưu được toàn bộ hệ thống rồi. Cái phần tối ưu đấy thì thầy sẽ giới thiệu cho mọi người được cái phần liên quan đến phần tối ưu nhé. Mọi người đọc trước thì mọi người đọc ở cái phần AVKPA. AVKPA này. Đọc kỹ phần này thì sẽ ra các vấn đề liên quan tối ưu. Đọc kỹ bài này nhé, bài này viết dài lắm đấy, viết cũng tâm huyết, tâm huyết tất cả các cái ngõ ngách chưa hết thế này. Thì báo cáo tối ưu thì nó dựa chính vào cái báo cáo này, chú ý phần này nhé. Thầy cũng có cả video dẫn cho cả một số khóa trước cũng giới thiệu rồi, này thì nó sẽ học sâu hơn ở cái phần tối ưu. Rồi quay lại vấn đề giám sát đi. Phần SQL nhỏ thì thực sự là như thầy là dùng Volta giám sát và không có gì phải giám sát mấy đâu, tải nó chẳng có gì, cái tải không có gì, chỉ có backup đầy đủ được. Tiếp theo là DB2. DB2 nó cũng là một cái hệ thống cũng khó vận hành phết đấy, có nó cũng xuất hiện cả tải cao, xuất hiện lock những thứ, bởi vì DB2 nó xác định là nó giống kiểu ngang ở Oracle mà, thì nó chạy cũng tải cao phết đấy. Thì DB2 thì mình nhúng vào Cloud Control là một. Cái công cụ thứ bên anh Thiện dùng là công cụ gì? Anh Thiện đây. Anh Thiện đâu rồi? Có nói được không? Anh Thiện nói không? Chán được. Alo, nghe anh thầy ơi. Ok anh ơi. Anh chia sẻ về Nghe. cái vụ giám sát DB2 đi. À, trong đó là như như thế nào? Nghe em thầy. Hơi Hello. hơi chậm chậm một chút được nhỉ, anh đừng động vào dây, cắm dây ổn định, đừng động vào Đó thầy. đây, mà stop cũng là do bên thứ ba đúng không?
Không không, đó là cái internal comment của DB2 luôn, nó viết bằng Java. Vâng. Với lại kết hợp với lại cái lệnh lệnh này để giám sát IO nè. Lệnh này thì là lệnh của AX. Đó, một cái là giám sát phía trong, còn một cái là giám sát hiện phía ngoài. Topaz là giám sát về CPU á. OS rồi, giám sát CPU rồi giám sát RAM, giám sát về IO, giám sát về swap và Đúng thứ rồi. đầy đủ hết. Đúng rồi, đúng rồi. Nó Đó có thì dùng hai 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 tool đó để kết hợp với nhau là mình cũng có thể coi được. Ngoài ra là khi mà thấy mà tải cao CPU bất thường á thì dùng thêm một số tool do mình tự code á để tìm ra những cái câu lệnh gây cao tải với lại chạy chiếm nhiều cái IO thì mình lấy ra, thì sau đó mình tìm cách mình phân tích tối ưu. Đợt mà Covid-19 á, thiên hạ nhảy vô chơi chứng khoán quá trời, hệ thống nó muốn đi đi luôn, nó chạy 100% CPU không, chạy đâu cỡ hai ba tuần gì đó, nên ngồi bắt đầu mới giám sát monitor rồi mình viết ra mấy một số cái tool để mình lấy ra những cái câu lệnh nào mà nó gây cao tải cho server hiện tại, thì mình tối ưu hóa từ từ, đập index cái này cái kia vô thì nó mới xuống. Rồi đợt đó là nó xuống mừng quá trời luôn, Đợt đấy bùng. anh thử chia sẻ một số cái kinh nghiệm với tôi yêu nhỉ. Thì tối ưu thì đầu tiên là mình sẽ lấy top, mình sẽ lấy top những cái câu lệnh mà nó chạy gây chiếm cao tải nhất, top 10. Lúc mà nó CPU nó lên sẽ cao á, là mình sẽ chạy cái tool đó. Dạ, tool đó nó sẽ Anh, collect tôn 10 gì anh? Tôn gì? cái tool là một cái Tôn script lệnh, cho mình skip viết. coi. Vâng, Đúng skip. rồi. Đấy những câu lệnh cao tải ta. Đúng rồi. Đó, nhưng mà trong đó là nó sẽ kết hợp vừa vừa có câu lệnh và vừa có cái bash shell script ở trong đó nữa. Đó, Vâng. mình viết nó phát triển nó thành một cái tool. Sau đó thì nó sẽ lấy ra được 10 cái câu 10 10 câu lệnh cao tải trong vòng 60 giây. Vâng. Đó, thì mình lấy mà trong cái thời điểm mà cao tải nhất. Đó, mình lấy ra, sau đó mình câu tối ưu 10 câu đó. Đó, thì tối ưu xong thì nó xuống được khúc. Sau đó mình thấy nó cũng cao cao nữa, mình chọn thời gian nào mà nó cao nhất là mình bụp thêm cái nữa là ra thêm được 10 câu nữa. Rồi coi coi cái nào đã tối ưu rồi thì loại bỏ, còn cái nào chưa tối ưu thì tối ưu tiếp. Thì khi Vâng. mình tối ưu xong á thì mình thấy là mình create khoảng tầm 30 cái index cho cũng gần hai ba chục bảng gì đó. Thì thấy là mấy cái index đó khi mà phân tích trong cái plan plan mà execution plan của nó thì mình Vâng. thấy là nó ăn ăn cũng rất là nhiều cho những thằng khác. Vâng. Là lúc đó là bắt đầu CPU nó trở lại bình thường. Mừng hết sức luôn. Đợt đó là mất ăn mất ngủ. Anh giống thầy thôi, khi mà hệ thống thực sự là khi hệ thống mình đặc biệt hệ thống nào mình gắn bó đó, mình với nhiều khi mới vào 1 2 năm mình chưa gắn bó với đâu, nhưng mà khi 3 4 5 năm rồi đi gắn bó với nó mà nhiều khi hệ thống nó có vấn đề gì thì giống như con mình ăn không ngủ không yên nhỉ, cảm giác ngủ không yên Đúng rồi. mọi người, cứ khi mà cảm giác và cái bao nhiêu tâm huyết của mình, nhiều khi tâm huyết cả cái đời trai trẻ của mình nhận đấy cống hiến vào thì đến lúc nó xảy ra cái gì thì mình không, không cảm giác bứt tích bứt tích, mà khi làm xong được rồi thì đấy là nhiều khi vui, đương nhiên là vui rồi, Đúng rồi. nó trách nhiệm của mình, nó trách nhiệm của mình, Đúng rồi. còn cái mà mọi người ghi nhận mọi người nhìn vào đương nhiên đâu hệ thống chạy mượt, đương nhiên là cái ông đằng sau là cực kỳ quan trọng, chẳng ai cần nói, nhưng đấy mình chẳng cần nói gì nhỉ, chẳng cần nói gì tự biết đấy. Đấy, cách Thì anh chuyện vừa, chia sẻ cũng là đúng thôi. Bản chất của chúng ta khi mà chúng ta gặp những vấn đề đấy, đặc biệt vấn đề liên quan CPU nhé, thì thường 80% tất cả các máy chủ đại B là chậm. Nó không phải 100% nhưng phần lớn là chậm.
DB nhiều khi có những cái 70% CPU đã có cảm giác thấy có dấu hiệu chậm chậm treo treo rồi, chậm chậm rồi. Nhưng 80% nó là ngưỡng đấy, CPU nó không được 100% đâu. Còn nếu mà giờ 100% nó nháy thì không sao, mà hệ thống nhỏ không sao đâu. Nhưng cái hệ thống mà nó liên tục hoạt động, thông thường mình sẽ đặt cho nó phải ngưỡng dưới tầm khoảng 12% thôi, 3% là cùng thôi. Đấy, phải giảm nó xuống 40% là cùng, 50%. Đấy, phải giảm càng càng sâu tốt để lúc nó lên nhanh lắm. Đấy, bản chất của quá trình đó là nó do những câu lệnh nó chạy nhiều nó gây ra thôi. Chạy nhiều, chạy lâu. Rồi nhiều cái cứ câu lệnh nó viết ẩu hoặc là không end theo index. Ví dụ tạo index theo cái trường, ví dụ như trường start date time là thế. Mà ông lúc mà ông chạy ông lại chăng start date time, tức là ông dùng hàm rồi. Thì nó lại, mặc dù mình nhìn qua có cái này có index start date time mà tại sao không ăn nhỉ? Hóa ra là ông dùng cái hàm của cái ấy. Ông dùng muốn dùng hàm ông phải dùng cái index có cái hàm. Đúng không? Thì nó ăn được, nếu không ông phải dùng trần trụi ra start date time bằng cái này thì nó ăn. Thế nhanh nhẹn luôn, nhiều khi những câu lệnh viết ẩu nó là sẽ rất nhiều trường hợp thấy tôi như là câu lệnh viết ẩu không có index là nó CPU 100%. Đánh index phát là tụt luôn. Bởi vì nhiều khi hệ thống lớn nó giao dịch nhiều lắm, nó không như kiểu đốt ý. Nó bắn đi quét liên tục. Một câu lệnh ví dụ như là đã, nhiều khi bảng không to đâu, vài triệu bảng ghi thôi, nhưng mà không có index, với có index khác nhau toàn bộ. Nhiều khi đơn vị của nó là tính là mi giây, nhưng mà nhiều khi đơn vị của mình là quét full, nó là tính mấy giây mình chết. Đây là nó cái index cũng là cái rất quan trọng. Rồi, tiếp theo là cái Mongo thì dùng cái ấy đúng không anh? Merit đi. Merit engine. Mongo thì nó cũng có một cái Mongo Atlas của riêng hãng của nó cũng viết để mình có thể monitor được, hoặc là mình dùng cả Managed Engine để quản lý tập trung cũng được. Nếu mà mình dùng open source mà dùng tốt tốt, mà muốn mà chuyên nghiệp tí á, thì mình dùng cái raw method kết hợp với Grafana để là mình có thể monitor được cả Postgre, cả Mongo, cả MySQL luôn. Nó là Anh open đi, source. anh cảnh sát cái tên em xem nào. Ngoài ra thì giới thiệu cho mọi người là một cái công cụ nữa cũng giám sát được cả các cái OS, cả database, cả về cái cổng listener của ứng dụng, đó là Jabbix, cũng là open source nhé. Cái đơn giản Đúng thôi. rồi. Cũng là cái công cụ hay. Bên thầy hệ thống của thời con cũng đang dùng cái này. Nó cài trên nền tảng, thường là cài trên nền tảng Ubuntu và kết hợp thêm cả cái Telegram này luôn. Thường bây giờ chúng ta bắn API qua Telegram thôi. Cũng là một công cụ rất hay. Cũng nên dùng. Nhé, giám sát được cả các hạ tầng công nghệ tin, cái này là open source toàn bộ cả máy chủ, lốc của máy chủ, database, ứng dụng, tức là gần như toàn bộ hạ tầng công nghệ tin ở đây hết, nó khá trực quan. Đấy đi, vừa rồi hôm nay chúng ta chia sẻ rất là kỹ về cái váy cái table space. Rồi cái chúng ta giám sát như nào, thực sự cái giám sát như nào là cái rất quan trọng. Qua câu chuyện liên quan đến đến một cái index rất nhỏ nhỏ của một cái câu hỏi của ấy thôi. Thì mình chia sẻ cái này để làm sao mình có công cụ mình giám sát tất cả mọi người. Khi giả sử khi mọi người vào vận hành cái giống nhỏ ấy, thì nó cũng chả vấn đề gì đâu. Quay đi quẩn lại nó chỉ có mấy cái backup ấy chứ. User thi thoảng tạo phân quyển. Dung lượng thì mình thấy nó vẫn ổn. Đột nhiên mình không để ý phát là nó tăng trưởng lượng, nó biến đẩy đẩy cái đẩy table space đấy. Lốc OS lâu không để ý, một năm hơn năm nó đẩy vùng lốc, đẩy vùng root đấy. Đấy là những cái mà lỗi mà chúng ta rất hay gặp. Còn đối với hệ thống mà enterprise giao dịch nhiều, ví dụ như vừa rồi liên quan chứng khoán này, cái đợt Covid người ở nhà nhiều, kiếm tiền muốn kiếm tiền nhiều thì người ấy chả biết dùng tiền như nào đâu, nạp tiền tài khoản và chơi chứng khoán đâu, thì giao dịch nó nhiều hơn bất thường hơn rất nhiều. Đợt này thì chắc là giao dịch nó ít đi rồi, chứng khoán đợt này thì hơi đấy, thì lúc đấy là những người làm giao dịch đau đầu lắm, ông sưu tầm đau đầu. Nhưng sưu tầm nó bảo 100% em đã biết làm gì, bây giờ nó ứng dụng là DB nó gọi vào em làm gì đâu. Mấy ông sưu tầm thực chất là khi ông làm xong cài xong hạ tầng ông không việc gì mấy đâu, khẳng định như thế, không việc gì mấy thì ông nhàn, nhưng mà ông ấy còn quản lý nhiều cái OS, nhiều phần cứng, nhiều khi quản lý mấy trăm thiết bị cơ,
thì khi mà nó hỏng hóc thiết bị ông phải vất vả đúng không, sửa chữa các thứ. Còn ông đi BA thì ông lại làm mức trên hơn chút, ông nhiều khi không phải chui đúc cầm cầm gầm bàn hay là chui đúc cái gầm để đi dây để khi triển khai tầng như thế, nếu mà bên nào mà không có đối tác. Nhưng ông khổ về kiểu khác, đây là khổ đây này, hệ thống nó cứ tải nó đẩy vào. Đây là nhiệm vụ của ông Dụng, ông Dụng ông cũng nào ông bảo bây giờ đây, anh phải cho em xem cái câu lệnh nào tối ưu, chứ bây giờ là cái nghiệp vụ nó nhiều khi nghiệp vụ nó nhiều câu lệnh làm sao em biết được đúng không, câu lệnh này chạy bao lâu thời gian như nào anh phải đưa cho em ra. Thì ông DBA ông phải tìm cách ra, tìm cách ra thì Oracle thì nó dễ hơn, A ra hết không bao giờ chối được, câu lệnh này chạy bao lâu chạy bao lần thời gian như nào biết ngay đúng không, không chối được. Nhưng mà đối với DB2 thì nhiều khi nó không có A cấp A, và một số quần khác là không có bốc rĩ, không có bốc A cấp A thì phải nhiều khi mình monitor trực tiếp bắt tại trận luôn, từ khi cao tải mình dùng cơ skip, skip bản chất của nó là SQL nhé, nó lấy ra những cái câu lệnh thường xuyên, mình chỉ lấy tầm khoảng 5 đến 7 chục câu lệnh thôi, mình cứ tối ưu một lượt, lần sau lần nữa là coi như là nó ngon ngay đấy, thì cách tối ưu nó thế thôi. Nhưng mà tối ưu thì thực chất nó thầy đánh giá là một trong những kỹ năng của chuyên gia nhé, hoặc là CNR mức cao đấy, thì là không đơn giản đâu, thầy đánh giá một trong những kỹ năng. Thầy đang xây dựng một cái gọi là các cái nấc thang ấy, các cái nấc thang của những người làm như vậy, thì cái đấy là một kỹ năng quan trọng. Tất nhiên là khi ông được có một cái gọi role vai trò chuyên gia thì cái tối ưu ông phải đương nhiên, nhưng ngoài ra phải có thêm nhiều kỹ năng khác nữa, ví dụ kỹ năng troubleshoot, khi mà luồng lạch hệ thống. Tất nhiên là khi mà luồng lạch thì đôi lúc là nhiệm vụ DBA cũng không phải trách nhiệm chính đâu, mà nhiệm vụ luồng lạch là nhiệm vụ của ứng dụng nó biết đi đâu đúng không, đi luồng lạch thế nào chứ đấy. Nhưng mà ông DBA cũng phải nên biết để cùng cùng tham gia vào quá trình mà sau này troubleshoot khi có những vấn đề nó xử lý nó khó lắm, không đơn giản. Cái troubleshoot cũng là cái những cái lỗi mà nó ra là lỗi basic nhé, basic tức là xuất phát ra ngay đấy, gần như xuất phát ra ngay, hoặc là pet là cũng không phải là quá khó, pet thì nó bình thường thôi, nhưng mà troubleshoot sau này có những vấn đề nó chậm treo là vấn đề cực kỳ khó, cái đấy thì có thể nói là trình độ senior cao cấp hoặc là chuyên gia được. Thì anh Thiện cũng đang đang sở hữu những cái kỹ năng như thế đấy. Còn đối với chuyên gia, gọi là chuyên gia về Oracle hay là chuyên gia về DBA, DBA thì rộng hơn đấy, nó vất vả hơn đấy. Ví dụ ông là chuyên gia Oracle rồi nhưng mà ông có thể là chưa chắc là chuyên gia của Postgre, chưa chắc là chuyên gia của thằng DB2 đâu đấy, bởi vì nhiều khi kinh nghiệm của ông nó ít hơn, nhưng mà ông có cái tầm chuyên gia rồi, ông có cái tư duy rồi, ông map sang kia nó thấy nhanh hơn, nó nhanh hơn nhé. Thầy nói là rất là đúng luôn, tại vì á là khi mà vô cái làm cái công ty chứng khoán này á là mình mới vô làm được 2 tháng thôi, trước đó là mình làm Oracle rồi nhảy vô công ty này là nó làm DB2, thì mình hầu như là tờ giấy trắng đối với DB2 luôn, mà mới vô được có 2 tháng thôi. Thì mình tìm hiểu hệ thống rồi tìm hiểu DB2, nhưng mà có một cái nó rất là may mắn là nó cũng tương na na DB2 với Oracle, thấy là nó cũng có một cái cấu trúc bà con na ná gì khoảng 60-70% gì đó, cho nên là mình cũng thấy nó mapping được nó. Sau sau khi mà tìm hiểu được kha khá rồi thì nó mới xảy ra sự cố, thì lúc đó mới rất là cố gắng để mà mình chấp vào suốt mà mình tối ưu hóa cái hệ thống. Chứ sếp nói một câu là giờ chỉ trông cậy có mình anh thôi, giờ anh nói không được nữa thì làm sao giờ. Rồi thì lúc đó thì cũng chỉ còn một mình một ngựa mà chơi tới thôi, chứ không không còn cách nào nữa, không còn đường chạy nữa, mình bỏ ngang thì là sập hệ thống. Hệ thống nó cứ 100% vậy hoài, không biết khi nào sập thôi. Hai ba tuần đó là mất ăn mất ngủ luôn, không. Nhưng mà sau khi xử lý được rồi, cuối cùng thì cũng nhận được một cái quả rất là ngọt, là cuối năm đó mình cũng được thưởng khoảng 7 tháng. Cũng xứng đáng đúng không anh, ngoài cái Đúng tiền rồi. nó xứng đáng gọi là cái đỉnh cao của sự nghiệp của mình, Đúng những cây rồi. quá khó, bởi vì anh Hùng nó chỉ xuất hiện trong những cái khó khăn thôi, trong thời bình không có anh Hùng. Thời trước chúng ta đang thời thời kỳ gọi hưởng thụ vật chất đúng không, chúng ta nghĩ rằng thế giới này làm sao mà bất ổn được, làm sao bất ổn được, bây giờ
thuốc gì chả có chữa được, bệnh gì chả chữa được, đúng không? Trừ ung thư thì không nói đâu. Bây giờ chúng ta thấy không, thế giới có bất ổn không, mai có thể là chúng ta còn sống không, chưa chắc. Hạt nhân thì chúng ta sống kiểu gì, ở bên châu Âu được các thứ nó cháy rừng như thế, đang bình thường ra tự nhiên cháy rừng vào thì chạy chứ còn gì nữa sống ra được. Rồi chiến tranh như thế, bây giờ thế rồi. Bây giờ chúng ta đang sống trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ mạt Pháp rồi, cuộc sống nó cũng không 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 vững 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 bền đâu, nó là mong manh đấy, không đơn giản mọi người nhé. Bây giờ không không có cách nào, bởi vì chúng ta đã gieo những cái nhân nó quá kinh khủng rồi, đúng không? Tàn phá môi trường rồi, phát triển nóng rồi, phát triển nóng thứ các kiểu rồi, bây giờ là không cứu được, đúng không? Rừng chúng ta chặt hết, chúng ta nhà nào cũng muốn gỗ xịn, nhà nào cũng muốn gỗ lim liếc lên Lào hay lim gì đấy, nên là phi không chơi, đúng không? Tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất chúng ta hưởng thụ hết rồi, bây giờ chúng ta phải gánh thôi. Trung Quốc cũng bị, tất cả các nước trên thế giới đều bị hết, mình cũng bị nhiều đấy, cái tỉnh mình cao mình cũng lũ lụt nhiều đấy, rồi bên trong kia rất nhiều. Thôi cái đấy là cái nó hơi xa thì thôi mình cứ chấp nhận gần thôi, mình chấp nhận gần thôi. Thì với cái trường hợp như thế thì chúng ta được đánh giá rất cao ấy, nhưng mà nó dễ xây sinh ra những cái là bệnh ngôi sao anh Thiện ạ. Nó sẽ gặp cái tình trạng bệnh ngôi sao, Đúng anh rồi. cũng phải cẩn thận một chút. Mình có xuất sắc như nào đấy thì mình vẫn bình thường, đúng không? Bởi vì những cái gì mình đóng góp Đúng cho rồi. doanh nghiệp rồi giúp đỡ anh em, đúng không, thì ai thì biết. Đúng rồi. Rồi em cũng nhắc anh rồi, khi anh đến đỉnh cao thế có những cái bí kíp anh không nên có, nhiều khi anh có 100 cái bí kíp anh có thể chia sẻ để 90 cái bí kíp, nhưng mà 10 cái bí kíp anh có thể không không cần chia sẻ cho ai đó không cần thiết. Còn nếu anh quý ai đó, đúng không, anh thấy là nó là tiền nhân của mình, đúng không, nó là người tiếp nối của mình thì mình có thể chia sẻ được đấy nhá. Thì anh nhắc em đã gặp những cái tình trạng như thế rồi, nhiều khi em cũng rất nhiều cái bí kíp quan trọng cho những người mà không phù hợp, thì sau này nó có xảy ra những cái mình không thích, ta là mình không thích anh nhé. Mình cũng bị một lần rồi, là mình cũng nói chung ra là có một cái bạn đó mình cũng thấy cũng ổn ổn lắm, thì mình cũng có chia sẻ và mình cũng có đào tạo một phần cho bạn đó, nhưng mà cuối cùng thì bạn đó làm nhiều việc mà mình cảm thấy là nó không có phù hợp đó, cho nên từ đó về sau là mình hầu như là mình chỉ không chia sẻ cho bất kỳ ai nữa hết. Thí dụ bạn bè thân hữu gặp vấn đề thì mình sẽ giúp và giúp trong trường hợp đó, sau đó mình sẽ giải thích cho họ biết là vấn đề nó nằm ở chỗ đó chỗ đó chỗ đó, để mai mốt không gặp nữa thì đừng có làm vậy 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 nữa đó, mình đưa giải pháp cho họ ngay tức thời. Còn nếu mà gọi là chia sẻ bí kíp cái này cái kia là hầu như là mình cũng không có chia sẻ nhiều, hầu như là sẽ không 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 chia sẻ nữa. Chừng khi nào mình hữu duyên với ai á thì mình chia sẻ một số thứ cho nó ổn ổn thôi. Nói chung là tính tính cảm thấy hợp tính với nhau thì mình sẽ share vậy đó, chứ mình cũng không có đại trà. Đấy thì nhân cái chuyện này thì thầy cũng nhắc cho những ai mà mới vào nghề hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm đấy, thì một cái trong khi làm một cái gọi là cái thái độ nó cực kỳ quan trọng. Mọi người có thể bằng giỏi ở một cái trường đại học rất danh tiếng, bách khoa gì công nghệ hay là bên truyền thông, nhưng vào mình cứ gọi cái vênh mặt lên trời, không ai dạy mình, mà không ai dạy mình thì chắc chắn mình sẽ chỉ cần làm sai một cái khi mình không có cơ hội làm lần thứ hai đổi việc luôn à? Thì coi như mình trái đâu học cái gì. Do đó là mình luôn luôn ở cái trạng thái mình cầu tiến, có nghĩa là như kiểu cái nước ấy, mình phải thấp hơn cái ấm thì mình đo đót được nước, đúng không? Nước biển thế, biển luôn luôn nó thấp hơn sông, thì trăm sông đều đổ biển, bông luôn thế, nó càng cao nó càng chín nó càng phải cúi đầu. Cúi đầu cũng không phải là mình cúi đầu là mà sợ sệt hay hèn nhát, mà mình luôn luôn có một cái thái độ rất là cầu thị, rất là thật thà, trong đi là phải thật thà đấy. Ông cứ nắm được tài sản của doanh nghiệp ông ấy, trò này trò kia, tất cả những cái học viên online Z của thầy thầy cũng nhắc đi nhắc lại cái gọi là cái đạo đức. Mình nắm được tài sản doanh nghiệp đấy mà không may bị người khác trục lợi thì là mình hỏng. Bây giờ bán là có công an vào, công an vào nó bảo ai bán đứt đi tù nha.
đấy là cái không bao giờ đâu. Tôi cố gắng làm tốt rồi, sau này khi làm tốt rồi những kiểu hữu xạ như lương ấy, thì có nghĩa là rất nhiều người ta biết đến mình, thì có những cây khó người ta nhớ đến mình thì đấy mình trả phí là bình thường. Dụ cây này á, dụ anh có kinh nghiệm về về vận tối ưu cái đấy, cái trường hợp tương tự anh tối ưu được, anh tính cây, cây bình thường thôi, ví dụ cái này là tính 10 cây, mỗi cây có anh 5 triệu, hay là cái này là phải tầm 20 cây anh mới làm được, thì ấy là ok đúng không anh? Đấy là bình thường, mình giúp họ để giải Rồi. quyết vấn đề này, họ trả cho mình tầm 20 cây, mình tính tính giá thôi, mỗi cây 5 triệu cây hay 7 triệu tùy anh cái trình độ của mình, hoặc là 30 cây là mới giải quyết được phe phe thôi, khi họ cần cái gì mình có giải pháp đúng không, thì ok. Đúng Còn nếu rồi. giả sử mình giúp nó mà nó giả cho mình được mấy đồng uống nước thì thôi thôi đừng giúp những cái đấy, bạn bè thôi thì không nói, nhưng mà ý là những cái mà cây khó thì mình phải xứng đáng ấy. Mình đắt Đúng rồi. quá thì mình cũng 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 gánh nghiệp cũng tốt, mà mình thấp quá thì mình đánh giá cái năng lực của mình thấp quá đấy, hoặc mới làm với nhau Tại thôi thì rẻ một chút được đúng không, nhưng khi đã làm quen rồi nó phải phe phe, nó phải cân bằng với nhau, tôi đóng góp 10, ông phải trả tôi đã vận 8 được, tôi không cần 12, không cần nhiều anh ạ, không cần nhiều nhiều cũng tốt đâu, vừa trả 10 thì tốt, không là 9 là 8 rồi, ok 7 thì không, 7 thì hơi thấp phải điều lại đấy. Nhá, thì anh em mình làm chuyên gia thì sẽ có những cái như thế, bây giờ thị trường nhiều lắm, bây giờ ví dụ hệ thống đúng quản rồi. lý này mình có trình độ mình hỗ trợ ngoài cũng dễ, mà kiếm tiền nó không quá khó. Đấy thì hôm nay cũng chia sẻ nhiều với mọi người về cái cách làm việc cũng quan trọng đấy, cái cách làm việc không ai chia sẻ với mọi người đâu, mọi người ra ngoài thì nó là đổ lửa đấy, ít người có thể chia sẻ cho mọi người cách làm việc như thế. Đây anh Thiện anh cũng chia sẻ rất là kinh nghiệm rất là quý đấy, anh Thiện là sắp đến bước rằng 9 năm nữa là anh bước cái tuổi 50 rồi đấy, thầy chưa đến tuổi 50 nhưng mà anh rất nhiều kinh nghiệm rồi, rất nhiều kinh nghiệm hay chia sẻ cho mọi người, thì mọi người chú ý nghe video này, mọi người nghe kỹ lại một chút, đó là những kinh nghiệm quý mọi người không, bên ngoài không ít khi người ta nói với nhau đó. Làm với nhau thì đôi lúc là bằng mặt không bằng lòng, nói thật đấy đúng không, nhiều khi Đúng là rồi. cứ cười cười với nhau nhưng thực chất là đâm nhau hơn. Với lại á, Ừ. mọi người á muốn mà làm cho nó ok một cái ok trên con đường DBA này á, là mình đầu tiên là mình phải học một cái DB cho nó thật sâu vào, mình nắm được tất cả những concept của DB, thì những DB khác nó cũng y chang như vậy, giống như là thầy Bình nói vậy đó, là mình làm được một cái là mình sẽ làm được rất là nhiều cái. Tại sao mà mình làm Oracle mà mình nhảy vô DB2 mình làm được? Tại vì thực sự ra khái niệm với lại cách làm nó cũng giống như nhau, vẫn là backup, vẫn là vận hành, vẫn là performance, vẫn là monitor, vẫn là những cái daily job, những cái mình maintain, nó cũng là như vậy thôi. Cho nên mọi người mà muốn thật sự học được một cái học được những cái DB khác là mọi người phải học được một cái trước. Nhưng thấy là cái mà thích hợp nhất vẫn là Oracle để học. Như mọi người mà học như SQL Server á, thì sau này mọi người qua những DB khác khó lắm, tại vì SQL Server hầu như là họ 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 dọn cơm sẵn cho mình ăn hết rồi, cái gì mà cũng 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 sử dụng ở trên giao diện hết, thì ai làm cũng được hết trơn, với lại nó không có sâu ở phía dưới, chỉ có Oracle là phù hợp nhất, nó vừa lớn mà nó vừa sâu, mà nó vừa vừa gọi là phổ biến nữa, và cái nguyên lý của nó là nó hoạt động nó cũng giống như những thằng khác, hình như là những thằng khác là nó sẽ dựa vào nguyên lý của Oracle để nó làm cái sườn để nó phát triển DB á, cho nên mọi người học tốt Oracle thì mọi người sẽ qua được những loại DB khác, đó là cái kinh nghiệm của mình nhảy từ nhiều loại DB khác nhau. Oracle là cực kỳ nhiều cái bộ óc trí tuệ ở đây đấy anh Thiện ạ. Nhiều Đúng cái nó rồi. đăng ký bản quyền mà thằng khác không có. Còn Đúng rồi. những thằng khác cái có cái gì thì thông thường Oracle có hết. MySQL ngày xưa nó đi cặp song sát với thằng PHP, Oracle mua lại luôn. Thằng Sun là Đúng thằng rồi. phần cứng rất tốt, Oracle xúc luôn về. Kể cả Oracle nó xúc cả thằng TikTok về nhá. Cách đây tầm khoảng 6 năm trước, TikTok nó vẫn đang là mới.
giờ mọi người thấy TikTok không? Nó đều là một cái nền tảng cực kỳ kinh khủng. Tất cả doanh nhân đều xây dựng hình ảnh trên đấy hết. Nha. Thấy có một cái kênh TikTok nhỏ nhỏ đang xây dựng. Tức là về đấy là cái bản chất của tư bản thôi. Những thằng nào mà đang cạnh tranh với mình mua về, một là nó hay phát triển, không giải tán, không để bất kỳ một cái ngọn cỏ nào xung quanh một con voi lớn cả, đều có một nguy cơ mà thời đấy nhanh, từ ngọn cỏ lên cây to nó nhanh lắm. Đấy là cái cách thâu tóm của tư bản. Oracle thì mọi người vẫn sẽ dùng nhiều thôi, những bài toán lớn nó vẫn dùng, và một bài toán lớn mà nó đi theo để nó tự phát triển thì nó cái công sức bỏ ra nhiều lắm, bởi vì Oracle nó cũng rất nhiều bộ óc ở đấy. Cái gì mà tiên tiến hay nhất blockchain nó từ 79C nó có hết rồi, nó đều áp dụng hết, làm hết, mà từ tất cả mọi thứ, kể cả san, kể cả Xata, kể cả middleware, kể cả phần cứng, thì làm hết, ta làm đủ hết tất cả mọi thứ mà. Cloud biết làm hết, không thiếu cái gì. Và từ cái này nó sẽ là cái khác, đấy là cái quy luật của vũ trụ thôi. Tức là khi mà mình cách mình làm một việc ấy, bằng cách làm tất cả các việc, mình làm một việc hời hợt. Tất nhiên là hời hợt trong cái nhiều khi nó thời gian mà mình không cho phép ấy. Mình làm mình 5 phút. Nhưng mình muốn là nếu việc này là nó được trơn tru phải 1 tiếng, nhưng mình không có thời gian đó, mình làm 5 phút thì mình chỉ được như này thôi. Đấy không phải hời hợt chứ. Đấy là cách bố trí nguồn lực thời gian. Nhưng mà nếu mọi người cố gắng hiểu sâu về một cái khác cũng tự thế. Cũng như kiểu ngôn ngữ lập trình, mình làm sâu một ngôn ngữ lập trình, các ngôn ngữ khác cũng thế. PQL nó là một ngôn ngữ lập trình nhá. Mình đã làm code rồi, mình biết ngay. Học biết ngay mà. Các nguyên lý cơ bản này, cấu trúc như nào này, các kiểu dữ liệu này, cấu trúc if then else các thứ đúng không? Sau đó các hàm thủ tục package, đầu ra đầu vào. Quay đi quay lại có thế thôi, sử dụng hàm. Rồi viết các chương trình thế sao? Tất cả ngôn ngữ lập trình nó đều thế mà. Đấy. Đó là cố gắng học cái này. Cái này bởi vì cái này là cái khó nhất, Oracle là cái khó nhất. Còn doanh nghiệp dùng cái gì mình phải mình có ánh xạ ra, cho mình học cái ánh xạ ra. Cái câu của bạn Hiệp Nguyễn á, thì nguyên tắc á, là khi mà một cái table mà nhiều index á, thì về đọc á, nó sẽ nhanh, nhưng mà về insert, delete, update thì nó sẽ chậm. Thì để mà một cái bảng mà để tăng tốc delete, insert, update á, thì bạn phải giảm cái drop box index của nó đi, thì nó sẽ nhanh thôi. Cái Thì này cái thì này là bạn vâng trải giải thích thêm chút liên quan đến cái câu lệnh của Hiệp này. Tức là khi mà bảng lớn nhiều index, Oracle khuyến nghị không quá 5 index của một bảng. Thứ hai là không quá 5 cột của một index, đấy khuyến nghị nhé. Khuyến nghị nhưng mà thực tế của mình như nào? Thực tế của mình là có những bảng co của thầy hay nhiều chỗ nó tầm hơn chục index, nhưng cần bỏ không nổi rồi. Bây giờ nhiều khi mình có 15 ấy, 13 index mình đã bỏ được 3 cái rồi. Nhiều khi bỏ phát là treo hệ thống nhá, không phải dễ nhá mọi người nhá. Nhưng mà có thì thôi mình chấp nhận thế thôi, mà hệ thống vẫn đang chẳng ngon thì tôi chấp nhận thế nhá. Còn khi mà có nhiều index thì đương nhiên là nó có khi mình insert dữ liệu vào nó phải build cây index, nó sẽ làm chậm đi một chút. Nó chậm đi một chút. Nếu mà chậm quá thì mình xem xét thôi, giải tán. Rồi khi mà con delete, nếu có delete của mình có index thì không có index thì như nào? Nếu delete của mình ví dụ dùng where theo cái trường, ví dụ như là trường Provin dạng thế hay trường cứ lại đi gì đó, nếu mà delete có cứ lại đi thì nó sẽ ăn thêm đấy được nhanh hơn so với mình một cách full một cái bảng bảng đấy. Rồi update như thế nó có index mà, nhưng mà mình quét theo cứ đi mà lại mình không có index cho cứ đi thì đây chậm, thế chậm thôi. Thì là câu lệnh là delete và update nó sẽ nhanh hơn. Nhưng câu lệnh insert là chậm. Cứ coi đấy câu lệnh insert là chậm. Nhưng index thông thường mình sẽ là theo cái cột ở đó đúng không? Insert vào giá trị đấy thì nó phải build chứ. Nó phải build cái index theo cái cột đấy chứ. Insert thì thường mình sẽ là cho tất cả các giá trị vào đúng không? Thì mình tạo index theo cái cột nào đó thì nó phải build cái index. Thì nó sẽ chậm đi. Do đó là index nó giải quyết từ bài toán select dữ liệu mình nhanh, chắc chắn thế.
Nhưng mà nhiều khi DML, không phải tất cả DML nhé, không phải DML insert chắc chắn chậm, còn delete với update là tùy mình có dùng index hay không. Dùng index thì nhanh, mà không dùng index thì là chậm. Do đó tất cả cái index này mình phải xem là câu lệnh đó thường xuyên dùng hay không, thường xuyên dùng where hay không thì mình tạo index. Còn một tháng mình dùng lần thì mình tạo xong khi mình xóa đi để sau đó nó đỡ tốn dung lượng, và thứ hai là đảm bảo IO khi mình insert dữ liệu vào nhanh. Insert nó vậy, nhiều khi hệ thống nhiều khi một ngày nó insert mấy một triệu hoặc 100 triệu, nó chậm tí, nhiều khi nó mỗi một bản ghi nó 10 ms giây, bây giờ mình tăng nó 100 ms giây, mình nghĩ đơn giản nhưng mà nó chậm hơn 10 lần rồi. Đấy. Thì tất cả cái này đều phải tinh chỉnh tối ưu, cần thì tạo, không cần thôi. Đấy nha Hiệp Nguyễn nhá. Có câu hỏi thắc mắc gì về cái trả lời của anh Thiện với thầy không? Chỗ này mình bổ sung thêm một cái ý nữa là thường đó là để mà quyết định drop một cái index nào trên một cái bảng nào á là mình sẽ monitor index đó, coi coi index đó nó có được sử dụng trong 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 bao lâu, ví dụ nó 1 tháng hoặc là một cái index đó đã được sử dụng cách đây là bao lâu rồi đó. Nếu mà index nó không sử dụng thì mình tiến hành mình drop, hầu như là trước khi drop index nào là mình phải monitor những index đó trước, coi cái thời gian sử dụng của nó. Đúng rồi anh ơi, cái phần index monitor thì thường mình sẽ phải làm đấy, tức là mình bật chế độ monitor lên xem nó có dùng không. Không dùng thì đương nhiên, ví dụ như mình có thể giám sát trong vòng 2 tuần 1 tuần là nở rồi, còn những cái nào mà thi thoảng mới dùng thì không quan trọng mấy nhỉ. Đấy Đúng thì rồi. xóa đi thôi nhá, cái thủ tục đây cho chắc. Mọi người đừng nghĩ rằng xóa index là dễ nhá, xóa phát hệ thống treo đấy. Hệ thống treo đôi lúc mình tạo không tạo luôn được đâu, nhiều khi tạo những bảng to gián đoạn hệ thống, dừng hệ thống mấy mấy tiếng làm sao mà ai chấp nhận được, đứt ngay lại nghỉ việc luôn. Đấy, nhiều khi cái EBA nó hơi tệ đấy. Mình chỉ đánh giá sai phát mình thôi ăn đòn. Tất nhiên là phần xóa index này nghiệp vụ nó phải confirm, tức là nghiệp vụ nó test được và xóa đi không ảnh hưởng gì thì tốt nhất. Còn về trách nhiệm thì thầy nghĩ rằng trách nhiệm vẫn là của ông nghiệp vụ, nhưng đôi lúc là cái phần trách nhiệm nó không rõ ràng ấy, mình mới yếu thế, ông DB yếu thế, hoặc là ông nào leader quản lý DB ông yếu thế, ông chưa biết cái gì, ông không bảo vệ cho anh em chết, thì thằng 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 ứng dụng nó mạnh nó lại đè mình đấy, cuộc sống nó thế mà. Còn thì khi mà sếp người ta hiểu rồi thì người ta bảo ôi ông này không test kỹ là xui, ông này là để ông này nó mới thì không biết thôi tha nó đấy, nó hơi khó. Nhưng mà khi mà hệ thống lỗi rồi, ông trưởng phòng còn chịu nhiệm, ông không phó đốc còn chịu nhiệm mà, chứ tổng đốc cả hệ thống sập thế thì khi sập mấy tiếng thì ngân hàng nhà nước thì nó, bọn chứng khoán nó gõ cho to đầu, đùa đâu, như hệ thống tài chính này trước ấy không được phép Thầy bình em hỏi gì? đấy. Tức là nếu mà index dạng BG thì mà cái số lượng bản ghi mà nó quét ở trong bảng đó mà kiểu lớn hơn 30% hay 50% mà gần như nó không không được có tác dụng mấy đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Nó chỉ có tác dụng khi mà từ 3 đến 5% giá trị trả về. Mà cái cột nào mà càng ít tin nhiều càng tốt, tức là độ phân biệt ấy. Dụ cứ ID này, ID gì đó thì tuyệt vời luôn, nhanh như điện. Đúng. Thế phần index thì mình sẽ giải thích sau nhé. Sau cái buổi học này thì mình sẽ cái phần này thầy sẽ dành một tầm chắc là khoảng 3 buổi đấy. Một Vâng, phần ok thầy. sâu phần index, phần Python, phần này. Nói cho mọi người hiểu vì cái này là cái gốc rễ mà cũng mong muốn mọi người khi sau này vận hành những hệ thống lớn ấy, mọi người sẽ gặp những trường hợp như thế mà không ai nói cho mọi người đâu, mạng sớt không ra đâu, mạng sớt không bao giờ ra. Những cái này là kinh nghiệm thực tế và chắc là anh Thiện cũng chia sẻ được nhiều đấy, anh Thiện cũng có kinh nghiệm thì mong anh Thiện cũng như là anh em ở đây có ai kinh nghiệm thì mỗi người chia sẻ một chút về góc nhìn. Không, chúng ta học đây không đúng không sai gì cả, ai có kinh nghiệm chia sẻ, thế mà thầy Vâng. biết rằng nó chưa đúng thì bổ sung thêm để mọi người cùng hoàn thiện thôi nhé. Kể cả sau này mọi người học xong đấy, chúng ta cùng hoàn thiện nhau, phát triển thêm. Thầy nói đúng, index là gốc rễ của tất cả các loại vấn đề trong DB, nó hầu như là nó sẽ xuất phát từ index, cho nên mọi người nắm rõ cái key về index thì mọi người sẽ vận hành hệ thống rất là trơn tru. Thì index đó, đối với hệ thống nhỏ thì nó cũng không có tác dụng gì để mình thấy cho nó rõ, nhưng mà
đối với những hệ thống lớn á, là mình cảm thấy là nó rất là rõ, mà mọi người mà vận hành hệ thống lớn á, là những thứ mà mọi người nghĩ đơn giản là thí dụ tạo index, xóa index, hoặc là rebuild index, hoặc là rebuild statistics, đó là những việc rất là đơn giản, nhưng mà lên hệ thống lớn là nó sẽ có rất là nhiều vấn đề lớn. Cho nên khi mà mình vận hành hệ thống lớn là mình phải suy nghĩ đắn đo, coi coi cái đó nó có inbuilt vô hệ thống như thế nào, nó có treo khi mà mình thực hiện điều đó là nó có lock table không, hay là nó có làm treo hệ thống không, hay là nó sẽ ảnh hưởng nghiệp vụ như thế nào. Trước khi mình làm mình sẽ phải confirm rất là nhiều thứ. Đầu tiên là mình monitor, sau đó mình biết về nó, sau đó mình confirm lại đối với những người có trách nhiệm, những người mà liên quan đến nó, confirm với họ xong ok hết lên lên rồi mình mới xử. Và có thể là mình phải, nếu mà những cái vấn đề quan trọng là mình phải đưa nó ra thành một cái file script, sau khi đó mình tới đó mình thực hiện là mình chỉ copy paste step by step thôi, sẽ không làm, không có gõ nữa, tại vì gõ sẽ sai. Đó là cái cách mà hiện tại là mình đang thực hiện mà đối với hệ thống core của bên mình, mà làm những cái vấn đề lớn lớn là mình sẽ làm như vậy. Cái step by step là như nào anh Thiện nhỉ? Thí dụ mình làm một cái gì đó thầy, là mình sẽ làm, mình sẽ đưa ra nó ra những step luôn, từng từng câu lệnh, từng câu lệnh, từng câu lệnh một, rồi chuyển khi mà hết câu lệnh đó là sẽ làm cái gì, cái gì, cái gì tiếp theo, rồi thêm thêm như thế nào nữa, là nó thành một nguyên cái kịch bản. Sau đó cái kịch bản đó mới trình lên cho sếp, sếp approve phát, rồi bắt đầu mới theo một cái thời gian lên trên đó mà làm. Tại vì bên mình làm là sẽ phối hợp rất là nhiều bộ phận, nào DBA, nào nghiệp vụ, rồi vận hành core. Bộ phận vận hành core là vận hành application của core chứng khoán á. Nó nhiều bộ phận nó kết hợp với nhau. Cho nên nó sẽ phải thành là một cái script, một cái kịch bản rõ ràng từng bộ phận một, và lên thời gian timeline cho từng hành động luôn. Hành động đó thí dụ anh sit down, anh sit down database là phải mất khoảng bao nhiêu, rồi hoặc là anh retract database lại là mất khoảng bao nhiêu, rồi run script này là sẽ mất bao nhiêu, rồi bên core họ sẽ shut down hệ thống core là sẽ mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu, và nâng cấp code là sẽ mất bao nhiêu lâu. Nó sẽ có thành nguyên cái bản lên để mình làm chuyện đó luôn, và sẽ có gọi là nhân sự phụ trách nằm cái bên luôn, rồi nhân sự phối hợp. Nó rõ ràng lắm thầy, tại vì nâng cấp hệ thống là thầy, trách nhiệm là mỗi người phải chịu trách nhiệm ở trong cái phần của mình. Có gì là mình có thể, tất cả mọi người đều có thể monitor được từng bước mình làm luôn. Đó là cái cách hiện tại đang làm bên 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 hệ thống của mình. Mọi người có chia sẻ gì không? Ai kinh nghiệm về nâng cấp hệ thống nữa chia sẻ nốt đi. Rồi. Nếu không ai chia sẻ thì chia sẻ nhé. Cái cách mà anh Thiện đang làm ấy thì đó là cách thầy đang làm. Mà tất cả các hệ thống lớn nó đều làm như thế. Cách này thì nó lấy đi đâu? Cách này thì mấy ông Việt Nam mình cũng không nghĩ được. Vì bản chất là trong quá trình mình làm dự án lớn với bạn nước ngoài thì nó ra được cái đấy, ra được cái đấy là cái gì, có nghĩa là trong quá trình mình mai lấy hệ thống hay mình làm bất cứ gì cập nhật ấy, mình làm mất 100 bước, trong 100 bước đấy có thể là những bước con nhé. Thì nó luôn luôn có là bước một làm gì, nội dung làm gì, mô tả, người chủ trì, người phối hợp, thời gian làm lúc nào, có thể có những bước làm xong xong nhé, bước này bước ba bốn làm xong xong cũng được, để khi đó những người mà gọi leader ấy, hoặc những người mà gọi là chỉ huy toàn bộ cái phần cập nhật đó ấy, người ta chỉ cần hỏi nó làm bước nào, đây là bước này bước 4, đang làm bước 8 là xong đúng không, kết quả nào tích vào, người ta còn quản lý 100 bước mà, thì ông kia tập trung làm thôi đấy, ông nào nhiệm vụ cứ làm thôi, mình là DB, mình ông nào system, ông nào về mặt app, ông này kia, nhiều khi app nó phức tạp lắm mọi người, không phải một ông retouch đâu, một ông
nhiều khi vào vận hành năm chả biết đi tắt, tài liệu đôi lúc là nó cũng chưa đủ ấy, chả thấy nó chưa chuẩn lắm, hoặc là lúc mà làm tài liệu lúc mà mới đưa vào sử dụng nó như này nhưng bây giờ nó phát sinh thêm nhiều cái khác nữa đấy, thì các cái thủ tục đó mình phải thực hiện đầy đủ, và đôi lúc là những thủ tục khó mình phải họp chốt đấy này, tối làm này nhá, ông này làm này, ông này kia làm kia nhá, đấy mỗi ông làm việc đấy, thì khi chốt được xong rồi mọi người nắm được công việc rồi thì tôi có thể làm thôi, chứ không phải là những thủ tục nhỏ đơn giản, thì đấy là mọi người lưu ý là cách làm việc là thế, thì khi đấy nó mới an toàn được, đấy là cách thầy cập nhật đến thằng hàng trăm nghìn lần nó thành công đến bây giờ, không biết là mai nó có thành công tiếp không nha, nhưng mà với cách cẩn thận như thế thì thầy nghĩ rằng nó cái cơ hội nó thất bại nó khó lắm, và với cái background rồi với cái kinh nghiệm thì mình xử lý được rồi, mọi người chỉ khó khăn như kiểu trẻ con ấy, thì khó khăn bước đầu tiên 5-6 tuổi thôi chứ chạy thôi, còn khi mà biết chạy thôi thì chạy nhanh lắm đúng không, thì khó khăn lúc đầu mình tập đi ấy, thì giai đoạn này này nhiều người học cái khóa này cũng nhiều người cũng gọi là giai đoạn tập tại tành, nhưng khi qua được rồi tự xử lý rồi tự search được rồi tự làm mọi thứ rồi thì mình sẽ giải quyết được, nhưng đấy là cách làm việc của tất cả trong lớn, tất cả các phần migrate hệ thống, và thầy cũng đã chia sẻ một vài cái lần ý tút trên YouTube là cách thầy cập nhật thành công đến tất cả các cái lần cập nhật, không phải là thành công 100%, có những lần cách đây khoảng 1 năm trước thầy thầy cũng chia sẻ không biết con lớp này lớp kia đã Python nhầm nhầm này thì lỗi của ai, cái Python thì mình làm quá nhiều rồi, làm đến rằng có đến phải chục in bảng rồi, thì cũng sơ suất một cái là không check kỹ code, có nghĩa là mình phải nhắc thằng code mày check kỹ vào tất cả phần Python ấy, nếu mà chưa Python thì nhiều khi nó còn nhanh như này, còn Python rồi nó chia nhỏ ra mà ở trong code của ông không có Python key là tại vẹo này, có nghĩa là nhiều khi cái thao tác ấy một cái nghĩa vụ nhỏ thôi DB có tầm khoảng vài trăm ghi của sếp, mà ông kích một cái ông xích kích ông sếp một ký một cái bình thường ăn ngay đúng không, hoặc là chậm hơn chút, bây giờ Python nhiều khi kích cái mất 3 giây của sếp là nó ông kêu đâu, thì phải rollback lại thì rà soát lại code nó chưa 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 sửa hết phần đấy, tức là nó có 100 chức năng thì ông sửa được tầm khoảng 80 chức năng thôi, còn 20 chức năng ông chưa kịp sửa đấy, thì có thất bại đấy mà, như thế thì bạn thất bại cập nhật thì không thành công thất bại đâu, nhưng mà trong bất kỳ tình huống nào mình phải có phương án rollback đấy nhá, khi cập nhật hệ thống tức là phương án rollback mình phải làm rất kỹ, trong trường hợp xấu nhất thì rollback nào, trong trường hợp mình làm như này mất dữ liệu mình khôi phục dữ liệu như nào, backup mình có đủ chưa đúng không, lúc đấy mình bỏ là backup lỗi thì thời lời nào rồi thì không ai chấp nhận được, thì đó là một cái từ khóa nữa, từ khóa rollback, ngoài thủ tục ra phải có rollback rất là chuẩn, dạng step by step đấy người ạ, khi trình là phải thế đấy, thì người ta cho làm gì có chuyện đâu, ông vừa tối ông vừa làm ông vừa search Google ấy thôi, đấy là thằng nhỏ thôi không ai để ý thôi, và ông làm trong giờ thì những cái thằng nhỏ thôi, cái thằng to không ai làm, nó đều là chuẩn chỉ, rất là chuẩn chỉ dưới dạng câu lệnh luôn thì mới làm được thì mới thành công được, tức là lúc đấy là mình ngay như mình viết ra cái câu lệnh như thế rồi mình đã hiểu rồi, nhưng làm không 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 thất bại đâu, không thể thất bại được, đấy là cách thầy đã làm những cái thống cực kỳ to cực kỳ lớn như thế, Myerson không không ấy, nó đều là cái giải pháp của Nokia, Ericsson hoặc những hãng rất là lớn trên trên thế giới, làm mình học cách lòng lỏm mà thôi, nó thì là gì, nó là một file Excel thôi, quản lý file Excel thôi, à, bước 1, bước 2, bước 3, 4, 100 bước kệ, xong rồi ông này làm tên công việc mô tả người chủ trì người phối hợp câu lệnh là gì, kết quả câu lệnh là như nào, kết quả thực tế là như nào, ông nào test test công lệnh đúng không, test xong bước xong nhiều khi có những bước xong là test ai test, nếu viết luôn được ấy viết không viết tạo ra cái sheet khác đấy, tạo ra sheet bên cạnh test như nào, kết quả test là đầu vào như nào đầu ra như nào, kết quả mà mình viết thủ tục như nào, kết quả thực tế như nào đúng không, ví dụ kết quả mình viết thủ tục là nó phải lớn được 0,5 mà kết quả thực tế ra dưới 0,5 là không đạt được cầu đó, đánh giá đạt thì không bao giờ thất bại được, mọi người chuẩn bị kỹ như thế bất khả thất bại luôn, có thể khẳng định như thế, mà thực tế thầy đang làm thế, anh Thiện đang làm đấy, tất cả những người làm theo cái con đường như thế đều đều bất khả thất bại luôn trong tất cả các lần cập nhật, tôi thể khẳng định điều đó, còn tất nhiên nhá như Hiệp Nguyễn bảo bây giờ cái ChatGPT nó chỉ là hỗ trợ mọi người ạ, còn mình học ở đây này mình có vấn đề gì thì anh em mình cùng trao đổi để góp nhau để mình có những cái mindset, có những cái tư duy, còn ChatGPT nó là để kiến thức thôi, ví dụ như là kiến trúc database là gì,
hay là index, khi nào tạo index may ra nó có gợi ý một số cái, nhưng mà nhiều khi có những cái nó lủng củng ấy, mình không có kiến thức mình chả hiểu được, lọc nó lủng củng đấy, thì mình có kiến thức mình biết tập lại một chút. Tôi có những cái này không có đâu, chả ai nói đâu, bởi vì nó nhiều khi nó là bí kíp mọi người, nó là bí kíp khoe ra cho mọi người đó. Mọi người phải vào cùng cái ekip nó phải nói. Và người, bởi vì đi làm người, thì ngoài cái thủ tục quy trình người ta viết thế, người ta cũng chả có trách nhiệm là đào tạo cho ông, hoặc là đào tạo ông chỉ có qua thôi, còn lại ông phải tự nghiên cứu. Thầy vào đây thế mà công ty rất lớn, có cả đối tác rất nhiều, cũng toàn phải tự nghiên cứu mà. Bí kíp thì nhiều người ta giấu, có sao ai đâu. Đấy. Nhưng mà cái web này là cái rất nhiều cái chi thức đây. Mình thầy tổng hợp đây, mọi người cố gắng mà khai thác vào phần tối ưu là nhiều lắm, phần admin và tối ưu là hai phần chính, cái phần thiết kế đấy, thiết kế ba sần là phần chính của này, thầy thầy cũng viết riêng những cái chính ở đây mà người tập trung vào đọc. Hôm sau mình sẽ học rất kỹ vào cái index Python và thứ những cái gốc rễ, rồi mình cũng trao đổi những cái nào mà thực tế nó sử dụng. Hôm nay chắc là thầy nghỉ sớm chút, đang anh em đang cập nhật đang đấy thì đấy Ok. nhá, ChatGPT chỉ là kiến thức, nhưng ChatGPT mình phải dùng, hoặc là Bing AI phải dùng nhá. Ví dụ như bây giờ tự nhiên có cái phần nào mình chưa hiểu, mình search Google lâu như thế đúng không, nhưng mà ChatGPT thì nó là tự động ấy, thì do đó là mình nhiều khi cái nào mà chưa hiểu lắm vẫn dùng, nên dùng Google kết hợp cả hai nhé nhá. ChatGPT thì nó ai có mua thì hôm trước thì thầy cũng có cái khóa hình mười mấy mười bốn mười năm tặng mọi người khoảng chục cái tài khoản đấy, giờ thì không, hình như không còn này. Mua có 30 mà tặng ai ai đăng ký thì tặng. Bây giờ thì nếu mà mua thì phải 20 đô, hơi đắt thì sao, còn không dùng cái Bing cũng được, Bing AI cũng được đấy, tận dụng vào mà học nó nhanh. Lúc mà đội rãi thì học tài liệu chuẩn, xong rồi cái kia là hỗ trợ cho mình thôi, kết hợp cả các cái thăng hoa thì là học nó nhanh hơn. Quan trọng là phải thực hành này, Đúng quan rồi, trọng quan là trọng phải là thực lab hành, đó. có thực hành có lab, khi mà có những cái cơ hội cập nhật mà người cố gắng lao vào, nhiều khi không phải việc của mình cứ ngồi đấy, ngồi vào xem các anh có giúp mình, có giúp được các anh gì không, thì trong quá trình làm các anh quý mình hiền lành như thế, thế chứ vào không phải dạy đâu, đoàn giữ như mèo giữ ấy vậy đấy, thì mình cũng Thật sự là thấy thấy cái trang của thầy là chia sẻ rất là chi tiết luôn á. Lần đầu tiên cũng cảm thấy là kiến thức ở trên này là chia sẻ rất là chất lượng thiệt, là những cái lệnh mà thầy dùng cái này cái kia là hầu như là rất 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 ít người chia sẻ, tại vì cái đó nó giống như là một cái bí quyết của mỗi người làm trong ngành mà được nhiều năm đó, mới tích lũy được những cái đó, giống như có những cái thủ thuật đó làm mà mình chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi, tại vì cái đó giống như là một cái kỹ năng, một cái vũ khí của mình để đi chiến đấu vậy đó. Mà thấy thầy cũng chia sẻ được trên này hết thì thấy cũng hơi ngạc nhiên. đấy. Thì có những Rồi. cái mà lúc đầu thì cũng mong muốn là coi như cái mong muốn của mình là gọi nâng, gọi là nghe thì nó hơi to, là gọi nâng tầm đi bê Việt nghe nó hơi to, nhưng mà thực tế là cũng có nhiều anh em nó cũng trưởng thành nhiều, nó cũng inbox về hỗ trợ cảm ơn các kiểu cũng nhiều, thì cũng đấy là một cái niềm vui của mình rồi. Cũng chia sẻ mọi người nên biết đâu là khoảng một hai năm nữa thì thực sự là khi mà lên các vị trí quản lý rồi thì có các phần quản lý cái phần về kỹ thuật nó sẽ bị ấy một chút đấy, nó sẽ bị giảm một chút, bởi vì nó quản lý rất hơi nhiều việc, thật sự là nhiều việc nó khác mảng khác đấy, thì không làm chuyên sâu về database lại đấy, thì có những cái mình đã làm những trải nghiệm rồi thì chia sẻ cho các thế hệ sau thôi. Gần đây thì về DBA thì cái trưởng thành của mọi người nhanh lắm, bởi vì kiến thức là một, kể cả từ cộng đồng DBA cũng giúp được mọi người, rồi cái trang web của thầy cũng giúp được mọi người nhiều đấy. Bởi vì theo như cái thống kê ấy, thì một tháng rơi vào tổng 50.000 người gọi là view, bởi vì thường như đây mọi người cũng vào đây người ta tra cứu nhiều, ai biết cách tra cứu thì cần cái từ khóa là người ta biết tra cứu được các cái thủ tục gần như có hết, cứ thế làm đấy, thì có thể nói là cái số lượng view này nó chả là cái gì đâu, nhưng mà thực sự nó là cái có thể nói là hết tháng này nó là view lên 1 triệu view, là có thể lớn nhất trong những cái thằng blog chia sẻ về về Oracle, về cả DBA.
cái trang web của hãng không nói nhá, trang support của hãng nó cao nhất chuỗi trên thế giới. Đấy là cái niềm vinh dự của Việt Nam mình. Việt Nam mình thì thầy nghĩ là tầm khoảng 10 năm nữa chắc là sẽ là top 10 những cái gọi là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các doanh nghiệp là sao đây hết. Bởi vì Trung Quốc đang thâu tóm Đài Loan thì tất cả những cái thằng ào sọt, siết cái thứ thì nó, tức là những cái gia công nó sẽ về Việt Nam, không về nước khác. Nó sẽ về Việt Nam. Nó vào vị trí các công ty lớn nhất đầu tư rất nhiều. Mọi người sao? Sang công ty rồi các nước có sang Việt Nam rất nhiều. Bắt tay hợp tác các kiểu. Thì doanh nghiệp lớn nó nhiều thì nó vẫn là Oracle là chính thôi. Hoặc là các DB khác thôi. Cơ hội việc làm mình nhiều. Do đó là mọi người cố gắng đi. Cơ hội lúc nào cũng có thôi. Còn cái thế giới này thì nó đúng là vô thường ấy. Mình không biết được đâu. Thầy không biết là ngày mai nào đâu. Nhưng mà người ấy tin tưởng vào cái cuộc sống mình không còn trên cái vật chất mình cho mình là thứ nhất đó là vật chất mà. Mình không còn cái thân xác này thì mình có sẽ còn một cái gọi linh hồn khác ở một cái có thể là một cái thế giới khác. Linh hồn thì nó bất tử nên đừng sợ chết, chết không chứ có gì sợ đâu. Mọi người nghĩ rằng là sống lâu mà cuộc sống chỉ khác nhau về hơi thở đâu, hoặc là khi mình lặn xuống mình thấy là hơi thở là quan trọng. Sinh mệnh nó chỉ khác nhau hơi thở, không vượt qua hơi thở đó là đất. Mình chỉ được vài phút thôi, 1 2 phút đúng không đấy. Nhưng đừng sợ cái chết, chết không có gì đáng sợ đâu. Nó sẽ đến khi chúng ta sinh thì sẽ có ngày chúng ta tử, khi kinh doanh sẽ có ngày thất bại, khi chúng ta làm nhiều thì rất có thể sẽ có ngày mình làm sai. Nhưng mình làm nhiều ấy thì mình làm sai thì sếp vẫn đỡ cho mình. Chỉ có ông nào không làm gì thì ông không sai thôi nhé. Mình làm chuẩn, làm cố gắng hết sức khả năng của mình, có gì khó mình chưa có cộng đồng rồi, có lớp 19 rồi rồi cùng hỏi nhé. Cứ hỏi thoải mái thôi. Thầy cũng bận đấy, không phải thầy cũng bận đâu, bởi vì anh em phía dưới nó cũng còn còn non đấy, quản lý đến tầm 200 Eaton 100 dB, 100 hệ thống đấy. Nó không không phải đơn giản đâu, anh em phía dưới toàn junior 1 2 năm, không phải đơn giản nhé, cực kỳ vất vả đấy, phải nói chia sẻ với mọi người thế. Chưa chưa chia sẻ với ai đâu, tất cả những cái gì khó khăn thì không 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 bao giờ thể hiện ra ngoài đâu, tôi cực kỳ vất vả. Nhưng mà tất cả những cái câu hỏi của mọi người thì đều cố gắng hỗ trợ tối đa, và nếu mọi người hỗ trợ được thì anh Thiện rất nhiều kinh nghiệm, mong anh cũng chia sẻ thêm cho các thế hệ đàn em tiếp theo để nó cùng phát triển. Thầy mong muốn là cùng phát triển, bởi vì mọi người phát triển, doanh nghiệp phát triển, Việt Nam phát triển đấy, vì Việt Nam cũng là một thành phần của toàn cầu thôi. Cũng chia sẻ sâu cho mọi người khách. Thì hôm giờ anh em nào mà có bên em hỏi thì cần giúp thì mình cũng giúp hết mình mà thầy. Với lại á ở trên cái gai của mình nó có một số thứ nó sai, có lẽ là nó sai á, thì cũng comment cho thầy thầy fix lại tới, chứ anh em mà đi theo cái gai đó thì có thể là bị vướng mắc là sẽ không 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 làm được cho cái phần rắc Oracle 19C á, Vâng. thì để đưa để mình phát hiện ra được hai 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 chỗ lỗi đó để mình bên cho Anh gửi thầy lại cho em lại. nốt lại cho mọi người thì chú ý phát. Thế có lỗi gì thì trong quá trình làm mọi người cứ gửi lại nhé. Thầy nốt lại thì cho mọi người làm sao nó đỡ vướng. Đó thì bữa 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 mà cài cài mà nó lên hết rồi mà nó vẫn không có né được đó thầy, là Vâng. cuối cùng là mình ngồi mình check lại mình debug thì mình biết là nó sai cái phần biến môi trường, biến 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 môi trường của phần DB á, Vâng. nó không đúng. Để gửi note lại cho hai chỗ mấy cái chỗ đó cho thầy để thầy fix lại cái gai cho mấy bạn làm cho đúng. Ok. Chứ hiện tại Cảm ơn. là cái gai là không không nó bị sai hai chỗ đó, làm chắc là nó sẽ bị sai á. Mà trang web mà thấy thầy cho miễn phí vậy thì thấy thực sự là quá tốt. Vâng. Tại quá 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 nhiều thứ, quá nhiều bí kíp trong này. Thật sự là khi em đưa cái này lên cũng nhiều người không thích đâu anh ạ, bởi vì Thì nhiều cái đúng bí kíp bị rồi, lộ ra mà đúng rồi. đấy. Thế thì khi mình làm một cái việc gì nhiều khi mình nghĩ nó lớn một chút ý, vượt quá ra một cái đấy, bởi vì sẽ có rất nhiều người đánh giá, rất nhiều người không hài lòng, rất nhiều người không thích.
đúng không anh? Thế Đúng nhưng rồi, tại vì thầy phải mà hiểu ngân mình hàng. phải chấp nhận điều đó thôi. Mình càng lên cao, càng nhiều người mới biết đến mình thì mình phải chấp nhận điều đó. Mình cứ làm bất kỳ cái gì nhé, mình làm không xấu hổ với lương tâm của mình, bất kỳ việc gì Nhưng mà người thì mình không người người ta nghĩ gì nhỉ thầy? Tại vì đó người ta phải mất rất là nhiều thời gian công sức thì người ta mới lên được level đó và làm. người Vâng. ta đạt được những cái thứ như vậy. Vâng. Cho nên những cái đó người ta coi là một cái thành tựu của người ta. Nên khi mà mình đi share ra thì người ta không thích là đúng rồi thầy. Nhưng mà không không share ra thì cộng đồng nó không có phát triển được. Đúng Giống rồi. như giờ không 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 có open source short á, thì làm sao mà cái software đó nó được nhiều người biết đến, là nhiều người xúm vô để viết cho nó phát triển được đó. Thì cũng hiểu được ý nghĩa đó, cho nên thấy thầy chia sẻ cũng nhiều, mình cũng thấy happy với lại cái ý tưởng của thầy. Còn những người khác thì mình cũng hiểu hiểu được vấn đề của họ. Mình không quan tâm nhiều rồi ạ. Mình khi mà đi 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 thẳng ấy, đừng quan tâm những cái việc xung quanh. Có một câu này là nghe nó có vẻ hơi bỗ bã một chút, hơi coi thường khác một chút. Mình nghe ở đâu? Đại loại là chó cứ sủa, người cứ đi. Khi chúng ta quyết tâm chúng ta làm bất kỳ điều gì, chúng ta chỉ có tiến về phía trước thôi. Những cái xung quanh nó sẽ đàm phán mà nó sẽ nói mình rất nhiều, ném đá mình rất nhiều. Nhưng chỉ có thành công, chỉ có kết quả, hoặc là những ai làm đến mức độ thành công, đến mức độ giàu có sau này rồi thì nó sẽ trả lời tất cả, trả lời tất cả mọi thứ. Còn khi mình thất bại rồi mình không nói được cái gì đâu. Còn khi mình đã vươn đến đỉnh cao rồi mình nói cái gì cũng được, nói cái gì cũng là chân lý. Còn cứ mình cứ đi rồi mình cứ ngó ngang ngó ngửa thì bao giờ mình ấy được, nó thành đeo cày giữa đường nhé. Làm cái gì bất kể đấy, mình có mục tiêu cứ thế đi đấy, nói ít thôi. Khoe là hỏng đấy. Nhiều khi khoe hôm sau là mất, bởi vì khoe là ví dụ như là anh Thiện khoe thầy cái này thầy rất là bực đúng không, mình không có. Mà nhiều khi có những ông chỉnh cao hơn anh Thiện mà lại không có cái đấy đấy, là người tìm cách người ta kéo mình xuống, Thì hạn chế khoe cái con trâu buộc thì nó ghét đấy. con trâu đi ăn. Đấy, đừng khoe mình có làm được cái này nó rất là tốt luôn, mà mình có rất nhiều cái service ngoài nó hỗ trợ mình, tí bị mình làm những Ông người thì giàu. tại vì trong trong khóa này á, thì Thiện mới nói nhiều với anh em mới chia sẻ thôi, tại vì mình cảm thấy là mình có một cái gì đó mình trải qua mà mình muốn chia sẻ lại để anh em tránh thôi. Chứ thường á Thiện đi làm á là hầu như vô công ty là từ sáng tới chiều Thiện không nói chuyện với ai hết, chuyện ngồi tấm cuối để làm thôi. Vâng. Chừng nào có chuyện thì mới giao tiếp. Cái giao tiếp với người nó phiền lắm, nó nhiều thị phi lắm, mình cứ theo máy mà mình gõ là chắc ăn nhất đúng hoặc là sai thôi. Ok, là cảm ơn những cái chia sẻ rất là tuyệt vời của anh Thiện. Mọi người hy vọng mọi người cũng cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý trong quá trình mình làm việc. Đúng rồi, Kiến thức thì cũng nhiều lắm, cũng cũng kiến thức nói thật với mọi người là khóa từ A đến Z thì có những cái mọi người chưa sâu được, có những cái chưa được như mong muốn mọi người. Thì chúng ta sẽ hoàn thiện tiếp, học tiếp, cần gì thì học tiếp nhé. Và học xong thì chúng ta vẫn vẫn còn giao tiếp, vẫn còn kết nối với nhau, không vấn đề gì. Thì mà vẫn thầy mà thấy trong cái lớp của mình đó là rất là nhiều anh em mà lớn lớn, hầu như là cũng có anh em rất rất là lớn luôn, cũng rất là mong muốn là nghe được một số kinh nghiệm từ những anh em đó để mình có thể mình học hỏi thêm, thí dụ công riêng gì về mặt công việc DB hoặc là kiến thức, có thể mình có một cái kinh nghiệm gì hay trong cuộc sống thì có thể chia sẻ để lớp mình hoàn thiện hơn. ok anh, rồi Thì có rất nhiều anh gọi kẻ chức to đây này, quản lý còn điếc, anh Bình này, đầu có sàn ở Viettel này, rồi anh Hoàng hết này, toàn những người có rất là nhiều kinh nghiệm, toàn tiếng nữa, toàn khét tiếng, học từ đại học đã khét tiếng rồi đấy, toàn những thi thoảng phát biểu, rồi anh kia mọi thứ cũng rất nhiều người có kinh nghiệm đấy. Thì cũng hy vọng mọi người cùng cùng nhau giúp nhau. Như khóa OZ này thì mỗi khóa có đặc trưng riêng, thì mọi người trên tinh thần là thấy truyền lửa cho mọi người là cùng giúp đỡ nhau, giúp được cái gì giúp. Kể cả có những người ta giúp nhau trực tiếp, inbox trực tiếp với nhau thì cũng là tốt, bởi vì khi mình giúp được một cái, thứ hai mình có nhiều khi mình mới biết, mình giúp họ thì mình cũng củng cố thêm kiến thức.
Đấy. Và anh em đoàn kết thôi. Cộng đồng mày thế, cộng đồng mà cứ mỗi ông chọc máy một kiểu thì thôi. Nhưng nào chọc máy chắc là cho out khỏi cái học viên Nora Z luôn. Thầy cho out đúng không? Làm cũng thành luôn. Còn lại chưa thấy ông nào có vấn đề gì. Tức là trên tinh thần mình xây dựng, mình nói gì cũng được. Thế thì thầy xây dựng. Chọc máy nhau thì không nên cho vào những khi còn sâu ấy. Nó hỏng mất nồi canh. Hỏng mất nồi canh ấy. Không để sâu vào trong này. Tốt nhất là như kiểu quả táo thối, nguyên tắc táo thối. Có cái thùng táo thì có quả táo thối, nó là dần thối hết cả. Thối hết cả 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 thùng táo. Sau đó nguyên lý thùng nước cũng thế. Một cái tổ chức mạnh, tất cả thanh 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 để làm đến cái thùng nước đó nó phải đều nhau. Ông thanh thấp thì một ông gia cố, hai ông thay thay người để tạo cái thanh mới. Thì khi đó nó mới dựng được nhiều nước. Còn cái thanh thấp nhất ấy là nước từ đấy thôi. Đổ bao nhiêu nước vào vẫn thế. Đấy là cách quản quản lý quản trị thế. Trong tập thể mình thế. Tất cả các ông đều phải cố cố gắng phấn đấu đi lên, liên tục tiến lên để phát triển thôi nhá. Ông nào mà cứ ở chọc ngoáy là không có cơ hội đâu, học xong là khi là cho ao luôn đấy. Còn tất cả những cái gì mà lời nói thì thầy không quan tâm mới đâu nhá. Đã cho ao rồi thì không quan tâm, nó xác định là không là học viên của Ryzen nữa đấy, không quan tâm, không phải quan tâm. Nhưng mà cũng nên có cái tư duy đấy. Những người thế thì chắc chắn điều ra ngoài không làm được gì đâu. Những người đấy không đang làm được gì đâu. Không làm được cái gì đâu. Bởi vì ra ngoài làm nó không không phải kiến thức đâu. Không phải kinh nghiệm đâu. Mà còn nhiều kỹ năng khác nữa. Mọi người phải tự hoàn thiện. Thế hôm nay mình học cái bài này nhá. Hôm sau thì thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Lớp này khả năng nghe, nghe chừng có khi 10, 14 buổi hơi khoai. Có khi nhiều hơn. Thôi nhá. Thì nhiều hơn thì thầy vất vả hơn chút, nhưng mà hy vọng là cũng qua mỗi câu học là mọi người nắm được kiến thức bài tập nào thầy ra cố gắng về làm. Những ai mà không liên quan lắm thì thôi đọc kỹ thôi. Những ai mà cố gắng hoàn thiện cả, bởi vì đó là cái mà mình phải làm đấy, sau này mình phải làm mình làm rồi thì sau này các DB khác vẫn thế thôi. Mình làm cố gắng làm một lượt, các DB khác vẫn cơ bản thế, lại như thế. Bây giờ có sớt xiết rồi thì từ này sang kia nó khác nhau chút, thì chả gì khác nhau, nguyên lý giống hệt nhau. Rồi cảm ơn mọi người nhá, chào mọi người nhá. Ok, Chào mọi chào người. thầy. Ok, chào mọi người. Dạ, chào các anh. Ok.